Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 86. Chương 851. Trần Hoàng hậu đích thủ đoạn sinh tử kết. Nha hoàn nghe vậy thì lập tức cười nói, xem ra nương nương đã sớm dự tính trước rồi. Đó là đương nhiên. Trần Hoàng hậu cười nói, bản cung cho tới bây giờ không làm chuyện chưa nắm chắc. Các ngươi cứ chờ xem kịch vui à. Nương nương, người thực sự chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tính nết của bệ hạ quả thực làm người ta khó nắm bắt. Vạn nhất ngài thực sự tức giận thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nha hoàn nãy giờ vẫn chưa nói gì, dường như vẫn có chút lo lắng. Bộp! Trần Hoàng hậu biến sắc, từ hai tròng mắt bắn ra vài đạo sáng lạnh, tàn nhẫn mắng mỏ nói, đồ danh con nhiễu sự, chỉ biết đề cao sức mạnh của người khác, tự diệt uy phong của mình. Uổng cho ngươi là nha hoàn do ta dạy dỗ, thực sự là mất mặt. Trần Hoàng hậu càng nói càng tức giận, vung tay lên tát nha hoàn bốp bốp vài cái, đến khi sưng mặt lên, khóe miệng rỉ máu thì mới bằng lòng bỏ qua. Trần Hoàng hậu tức giận quát, danh con nhiễu sự, từ ngày mai trở đi, ngươi phải đi cọ bồn cầu. Nha hoàn nọ nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Không ngờ từ bên kia hồ đã vọng đến âm thanh ầm ĩ, hơn 10 tên chân long vệ cùng lão hoàng đế đã đi tới. Từ xa Trần Hoàng hậu đã có thể thấy vẻ vô cùng bực tức trên mặt lão. Hoàng hậu, đồ tiện nhân nhà ngươi. Đến lúc này mà ngươi còn có tâm tình như vậy thực sự là khiến người ta bội phục à. Tiếng nói to của lão hoàng đế vọng đến rõ ràng. Vẻ mặt Trần Hoàng hậu thoáng xa sầm, nàng lạnh lùng đáp lời, ai, bệ hạ ngày lo trăm việc, làm sao mà hôm nay cũng có nhã hứng tới tiểu Tây Hồ du ngoạn như vậy. Nhẹ nhàng đứng dậy, Trần Hoàng hậu cười nhạt, lạnh lùng nhìn đám chân long vệ như hổ báo theo sau lão hoàng đế đang càng lúc càng tới gần cười nham hiểm rồi nói, bệ hạ, thần thiếp bái kiến. Lão hoàng đế hừ lạnh bước thẳng vào lương đình, quát bảo cung nữ lui ra rồi phân phó cho Xích Long, phong tỏa bốn phía, không có lệnh của trẫm thì không ai được đến gần. Bằng không giết không tha, các ngươi cũng cút. Thấy hai nha hoàn thiếp thân bên cạnh Trần Hoàng hậu vẫn còn ở đó. Lão hoàng đế sầm mặt tức giận quát, lập tức có vài tên chân long vệ đem các nàng đi. Nha hoàn lúc trước bị Trần Hoàng hậu đánh cả người run lên vì sợ hãi la lên mấy tiếng, bệ hạ, nương nương đã chuẩn bị đầy đủ, thỉnh ngươi nhất định cẩn thận a. Tiện nhân, đi chết đi. Trong mắt Trần Hoàng hậu hiện lên vẻ thâm độc. Dù không thấy làm gì nhưng sau một tiếng quát thì nha hoàn nọ đột nhiên phun ra một ngụm máu đen chết ngay tại chỗ. Mấy tên lính của Xích Long đến kiểm tra rồi hơi biến sắc tâu lên lão hoàng đế, bệ hạ, là một loại kịch độc không biết tên, chất độc giấu ở trong máu, không thể cứu được. Lão hoàng đế nghe vậy thì hơi biến sắc, ánh mắt soi mói trên người Trần Hoàng hậu tỉ mỉ đánh giá vài lần rồi đột nhiên cười nói, được, không nghĩ tới tiện nhân nhà ngươi còn có bản lĩnh khống chế, ngươi đến như vậy. Nghe nha hoàn đó nói thì trẫm đã biết ý đồ của nàng. Nói đến đây, lão hoàng đế cười lạnh rồi tiếp tục, bản thân ta cũng muốn xem rốt cuộc là nàng đã chuẩn bị thế nào. Mong rằng đừng để cho trẫm thất vọng a. Đã lâu rồi trẫm chưa từng có trò vui. Trần Hoàng hậu khiêu khích ngẩng đầu lên, nham hiểm cười nói, bệ hạ, ngài cũng đã biết, vậy ngài định làm gì? Đem giết ta hay đày ta vào lãnh cung? Nhưng mà sự tình là do ta tự nguyện, không liên quan đến Túc Vương, ngài để lại cho hắn một con đường sống. Tiện nhân, đến lúc này rồi mà ngươi còn dám cầu xin cho nghịch tử, quả nhiên là tội không thể thứ được. Lão hoàng đế nhất thời nổi giận. Trần Hoàng hậu tao nhã cười cười, nói rất nghiêm túc, bệ hạ, nếu như ta đã nói với ngài là ta và Túc Vương thật lòng yêu nhau nên kìm lòng không đậu thì ngài tin tưởng sao? Nói thật cho ngài biết, ta chẳng có cảm thấy tình cảm gì với ngài. Cho tới bây giờ ngài chỉ coi ta là công cụ để tiết dục. Ta là nữ nhân, nhưng ta cũng có quyền theo đuổi tình yêu theo lời lẽ của Trần Hoàng hậu nói ra như vậy thì ngược lại người sai là lão hoàng đế. Lão hoàng đế nghe Trần Hoàng hậu nói không cần biết xấu hổ thì tức giận đến thiếu chút nữa muốn rút đao giết người. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ rồi. Lão hoàng đế suốt đời đã nhìn thấy nhiều chuyện kinh thiên động địa, dạng nữ nhân nào cũng từng thấy, nhưng nữ nhân vô sỉ như Trần Hoàng hậu thì lão mới thấy lần đầu. Bệ hạ, có chuyện này ta cũng nhân thể nói cho ngài biết, so với ngài thì Túc Vương lợi hại hơn. Nói đến đây, Trần Hoàng hậu nhất thời cười phá lên. Cơn thịnh nộ của lão hoàng đế lập tức đã bị Trần Hoàng hậu khiêu khích nổi lên. Đầy thương tổn, lão hoàng đế đi tới trước mặt Trần Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn nàng rồi phẫn nộ quát, ngươi, đồ tiện nhân vô sỉ.
Nếu sớm biết vậy thì trẫm đã đem ngươi làm thải bổ rồi. Trần Hoàng hậu hằn học nhìn lão hoàng đế tàn độc nói, những lời vô dụng thì nói làm gì. Ta biết ngài bây giờ hận ta, thế nhưng trước ngày hôm qua thì ngài không giống như yêu ta, sủng ái ta sao. Có trách thì trách chính mắt ngài bị mù. Bệ hạ, nếu như còn có tình người thì hy vọng ngài có thể bỏ qua cho Túc Vương. Trần Hoàng hậu nghiêm trang nói tiếp, Xích Long, phái người vây quanh phủ Túc Vương, chờ xử lý. Lúc đầu lão hoàng đế thực sự không nghĩ đuổi tận giết tuyệt Túc Vương. Dù sao đó là con của mình a, thế nhưng giờ thì khác rồi. Lời cầu xin của Trần Hoàng hậu giống như gai đâm vào tim, khiến ngài nhức nhối. Cửu Ngũ Chí Tôn a, nam nhân được ông trời tôn sùng nhất mà ngày hôm nay lão lại bị cắm sừng. Sau khi nghe được mệnh lệnh của lão hoàng đế, trong lòng Trần Hoàng hậu cười đắc ý, đây mới chính là điều nàng muốn. Long khí trong cơ thể của Túc Vương đêm qua đã bị nàng thải bổ sạch sẽ. Đối với nàng mà nói, bây giờ Túc Vương đã trở thành một người phế nhân. Tử vong là kết cục tốt nhất của hắn. Áp dụng, thành công cách chọc giận lão hoàng đế với Túc Vương, trong lòng Trần Hoàng hậu cảm thấy khoái trá ha. Nàng vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào lão hoàng đế, nói, bệ hạ, nói đi, ngài định đối phó ta thế nào? Giết ta, ngài cho là ngài thật sự có thể làm được sao? Đừng tưởng rằng ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên hạ không có chuyện gì mà ngài không làm được. Nói cho ngài biết, bây giờ đúng là ngài không có biện pháp với ta. Nghe Trần Hoàng hậu nói kiêu ngạo như vậy, lão hoàng đế tức giận đến run người. Lão là thiên tử, là nam nhân quyền thế nhất đế quốc mà lại bị một nữ nhân như vậy cắm sừng. Sỉ nhục lẫn nhục nhã như vậy làm sao lão có thể chịu được. Bộp, quá tức giận, lão hoàng đế tát vào mặt Trần Hoàng hậu. Một đòn làm Trần Hoàng hậu lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó ngã lăn ra đất. Lão hoàng đế tiến lên, giận dữ nhìn Trần Hoàng hậu, phẫn nộ mắng, đồ đĩ điếm. Đồ tiện nhân, ngươi dám láo xược trước mặt trẫm, trẫm có thể dung tha được ngươi sao? Ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi phản bội lại trẫm rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào. Trần Hoàng hậu đứng lên lau vết máu ở khóe miệng. Nàng chỉ cười nhạt, ánh mắt cũng càng tỏ ra âm trầm hồi lâu không nói gì. Tiện nhân, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta phải thải bổ ngươi. Nói xong, lão hoàng đế đột nhiên xô Trần Hoàng hậu ngã sóng xoài, một tay giật y phục trên người. Bàn tay khô quắt nắm lấy bộ ngực căng tròn, cười dâm phụ, ngươi sẽ chết trong nỗi thống khổ. Thò tay nắm được bộ ngực của Trần Hoàng hậu rồi ra sức nhào nặn, lão hoàng đế cười hô hố bạo tàn mà nói, tiện nhân kia, mặc dù ngươi không giữ trung trinh với ta, nhưng làm chuyện này cũng không tệ. Trẫm sẽ hào hào hưởng thụ ngươi một lần cuối rồi mới hấp khô ngươi. Ban đầu thì trẫm dự định vẫn để ngươi sống thêm một năm. Nhưng làm bậy như vậy thì không thể sống a. Ê! Ngay lúc lão hoàng đế chuẩn bị giật y phục hạ thân của Trần Hoàng hậu, thì đột nhiên Trần Hoàng hậu bật đứng lên, đẩy lão hoàng đế ra quát lớn, cút ngay. Láo xược, ngươi không muốn sống. Lão hoàng đế tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hoàng hậu lúc này còn dám phản kháng. Đang lúc còn ngây người thì Trần Hoàng hậu đã chỉ vào lão hoàng đế mắng, lão già quái đản kia, ngươi thực sự nghĩ là ngươi có thể trị được ta. Lão hoàng đế kinh ngạc nhìn Trần Hoàng hậu, giận dữ cười gằn, tiện nhân, ngươi sợ đến mụ người à? Ha ha! Trần Hoàng hậu xuồng xã cười lớn, nói, bệ hạ, thần thiếp hầu hạ ngài, cũng đâu chỉ có một thời gian ngắn. Tiện nhân, ngươi tưởng cầu xin thông cảm thì trẫm sẽ không làm thịt ngươi sao? Lão hoàng đế khinh thường cười cười. Trần Hoàng hậu cười quái dị nhìn lão hoàng đế, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, một ngày phu thê trăm ngày ân tình. Ngài cùng ta phu thê lâu như vậy, khoảng chừng nghìn vạn lần ân ái. Ân tình của ta và ngài trong lúc đó không ngừng, ngài muốn giết ta, chẳng khác nào tự sát. Nhân tiện nói rõ, ta sau lúc giao hoan, nhân dịp ngài không phòng bị đã hạ sinh tử kết trong cơ thể ngài. Ta và ngài hôm nay đã huyết nhục tương thông, nếu ta chết, ngài cũng sống không được. Đương nhiên, nếu như ngài chết, ta lại vẫn có thể sống, lại còn sống rất khá. Bởi vì ta là chủ kết, mà ngài là phó kết. Nói bậy. Lão hoàng đế biến sắc, quát một tiếng rồi nói, trẫm cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, há có thể tin tưởng lời nói vô căn cứ của ngươi. Trẫm là thiên tử, có Tử Hư Chân Long bảo hộ, sẽ không bị tà ma xâm hại. Ha ha, thực sự là buồn cười. Trần Hoàng hậu khinh thường nói, bệ hạ, ngài cho là ngài vẫn là bệ hạ của năm đó sao? Tử Hư Chân Long khí trên người của ngài đã không bằng một thành của lúc sung sức, làm sao ngăn cản ta được? Ta không tin,
Người A, đem tiện nhân kia giết luôn cho ta. Lão hoàng đế dưới sự tức giận thì dục vọng lúc trước cũng không còn, liền thét xích long hạ thủ tại chỗ. Chậm đã. Trần hoàng hậu hét lớn một tiếng, đột nhiên lấy từ trong tay áo một con dao nhọn cắt lên cánh tay của mình. Một dòng máu tươi lập tức chảy ra. Cùng lúc đó, lão hoàng đế đột nhiên thấy đau đớn mà thét thất thanh. Bệ hạ, bây giờ rốt cuộc thì ngài cũng tin chứ. Ta và ngài hiện nay là cùng sinh tử, huyết mạch tương thông. Vết thương này mặc dù đang trên người ta, nhưng mà ngài cũng cảm thấy trên người mình. Nếu như ngài không tin, ta có thể chặt bỏ cánh tay cho ngài xem liệu tay ngài có bị tàn phế hay không. Trần hoàng hậu cười đắc ý, cho dù đang đau đớn. Gương mặt vốn thanh tú đã trở nên có chút dữ tợn. Dừng tay. Tự mình đã trải qua, lão hoàng đế sao có thể không tin, vội vàng thét ra lệnh Trần hoàng hậu dừng tay. Nếu nàng tự chặt tay thì vô duyên cớ cũng làm hại tay lão bị tàn phế, vậy thực sự bất lợi rồi. Ha ha, ngài sợ. Trần hoàng hậu ném con dao nhọn trong tay xuống mà cười đắc ý. Lúc này xích long đã mang theo đám chân long vệ nghiêm mật bảo vệ lão hoàng đế. Trần hoàng hậu khẽ cười nói, vô dụng, chúng ta huyết mạch tương thông, ngay cả khi cách xa vạn dặm thì cũng vô ích. Nói đến đây, Trần hoàng hậu đắc ý hai tay chống nạnh, ánh mắt nhìn lão hoàng đế đầy thương hại nói âm hiểm. Bệ hạ, đừng tưởng rằng nữ nhân chỉ có thể dùng để tiết dục, chỉ có thể làm công cụ của ngài. Trần hoàng hậu ta cũng tương tự phải áp chế ngài chứ. Nói thật thì ta đã hết lo lắng, tính mạng này tùy thời cũng có thể bỏ đi. Hơn nữa, lại có bệ hạ ngài chôn theo thì ta cũng đủ để vui mừng. Tiện nhân, ngươi thật độc ác à. Lão hoàng đế tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, trẫm trước đây đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Trần hoàng hậu cười nhạt vài tiếng, nói, đối với ta không tệ. Ngài không phải mới vừa cũng đã thừa nhận sao? Ngài chỉ dự định để ta thêm một năm. Bệ hạ, kỳ thực ngài như thế nào thì trong lòng ta rõ ràng nhất. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngài dự định đem ta làm gì bây giờ? Lão hoàng đế vội vàng nói, mau, nhanh chữa trị vết thương cho hoàng hậu. Lão hoàng đế cũng không muốn mình vô duyên cớ mà phải chịu thống khổ. Thượng tôn Vu Thiên, mau đến xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bên kia chân long vệ đã bắt đầu chữa trị vết thương cho Trần hoàng hậu. Bên này lão hoàng đế yên lặng gọi Vu Thiên xem có biện pháp nào phá bỏ sinh tử kết gì đó, miễn khỏi bị một tiện nhân như thế khống chế. Bệ hạ, sinh tử kết có thể giải, nhưng Vu Thiên vốn theo bên mình lão hoàng đế nên cảnh lúc nãy lão đã sớm nhìn thấy. Chương 852, Ma quỷ hàng đầu. Lão hoàng đế nghe được có cách giải trừ lập tức mừng rỡ như điên, thậm chí không để ý đến từ nhưng của Vu Thiên. Thượng tôn, mau giúp ta giải trừ sinh tử kết a. Lão hoàng đế vội vàng cầu khẩn. Bệ hạ, đừng có vội, sự tình không đơn giản như ngài tưởng tượng. Vu Thiên giải thích, sinh tử kết đã hòa tan trong máu và gân mạch của ngài. Biện pháp khả dĩ duy nhất cho ngài là thay máu, cải tạo kinh mạch. Thế nhưng với tình trạng thân thể hiện nay của ngài, nếu như thay máu thì rất có khả năng sẽ chết trong quá trình thay máu. Rủi ro rất cao. Vì vậy việc giải trừ cơ bản có thể nói là khó giải. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão hoàng đế vừa mới cao hứng như lên tới mây xanh, lúc này lại như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xin lỗi, tạm thời ta cũng không biết nên làm gì cả. Ngoại trừ thay máu, cải tạo kinh mạch thì Vu Thiên dường như cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Người! Lão hoàng đế trong lòng như lửa đốt, cả giận nói, hoàng đình đầu ti các ngươi làm gì vậy, cứ nói là bảo vệ an toàn của ta. Ta bị người khác yểm bùa mà các ngươi cũng không biết, đến bây giờ biện pháp giải quyết cũng không có, vậy các ngươi để làm gì? Nghe thấy lão hoàng đế trách mắng, Vu Thiên nhất thời tức giận hầm hừ, bệ hạ, mời ngài hiểu cho rõ, hoàng đình đầu ti của ta không phải là thuộc hạ của ngài. Mặt khác, ngài bị hạ sinh tử kết thì có thể trách chúng ta được sao? Ngài đừng quên lúc ngài và tiện nhân giao hoan thì ta cũng không ở đây, Vu Thiên cười lạnh nói. Lão hoàng đế trước cũng là nhất thời tức giận đến mất tỉnh táo nên phản ứng quá mức, đành vội vàng nhận lỗi, thượng tôn bớt giận, là ta nhất thời lỡ miệng. Thực sự là khó đề phòng a, rõ ràng là khi làm việc đó bị người ám hại. Lão hoàng đế vừa tức vừa giận nhưng không có cách nào. Bệ hạ, ngài cũng không cần phải gấp, giờ cứ giữ an toàn cho tiện nhân kia. Chờ ta mấy ngày nghiên cứu cẩn thận một chút xem có biện pháp giải trừ sinh tử kết không. Nếu như thực sự không được thì ngài sẽ phải chờ thêm ít lâu. Đợi nửa năm sau,
Lúc Tế Thiên Tháp làm xong thì sau khi cầu phúc thành công, sinh tử kết tự nhiên cũng sẽ bị biến mất. Vu Thiên Cố giải sầu. Ha ha, Trần Hoàng Hậu sau khi được băng bó vết thương thì nói, ta biết sau lưng ngài có cao nhân. Nhưng mà ngài đã hết hy vọng à, với chừng này tuổi của ngài mà còn muốn thay máu thì không phải là nguy hiểm sao? Nói thật ra thì bản thân ta cũng mong ngài mau đi thay máu. Nói như vậy, chờ khi ngài chết thì linh khí, long khí trong cơ thể ngài, tất cả đều có thể trở thành của ta. Nghe thấy Trần Hoàng Hậu nói như vậy, lão hoàng đế chỉ cảm thấy một luồng hàn khí tự đáy lòng bốc lên. Thân thể không khỏi run run đứng dậy bước tới chỉ vào Trần Hoàng Hậu mà mắng, tiện nhân, ngươi thực tàn nhẫn a, ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Trần Hoàng Hậu đê tiện liếc nhìn lão hoàng đế rồi thản nhiên nói, bệ hạ, sự thực là như vậy, cho dù ngài căm giận ta thì có thể làm gì, ngài có thể giết ta sao? Nàng lặng lẽ lướt nhìn qua lão hoàng đế, nghiêm nghị nói, nếu không muốn bị khổ thì từ nay về sau ngài đừng có trêu chọc ta. Tốt nhất ngài phải để tâm tình của ta thoải mái, bằng không sẽ có hại cho thân thể ngài. Nói xong, Trần Hoàng Hậu chậm rãi đi tới, ôn nhu cười nói, bệ hạ, thần thiếp mong muốn, thần thiếp vẫn là hoàng hậu thì ngài nghĩ sao? Ừ, lão hoàng đế trong lòng tuy rằng không cam chịu, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì. Thoáng do dự một chút, lão trầm giọng nói, hảo, từ nay về sau, ngươi vẫn là hoàng hậu. Thế nhưng ta mong muốn ngươi giữ tự trọng, chuyện của ta không mượn ngài xen vào. Trần Hoàng Hậu lạnh lùng nói, nếu muốn bình an vô sự thì ngài cần phải đồng ý từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của ta, hậu cung này do ta định đoạt. Lão hoàng đế âm thầm thở dài đành cắn răng nói, hảo, ta đều y cho ngươi. Tiện nhân, ta giờ thì tất cả đều theo ý ngươi. Tương lai chờ ta giải được sinh tử kết, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tất cả sỉ nhục ngày hôm nay, ta sẽ trả hết. Sau khi rời khỏi tòa Lương Đình, lão hoàng đế lập tức ra lệnh khám xét phủ Túc Vương. Trừ Túc Vương ra thì toàn bộ người trong phủ đệ giết hết, một người cũng không để sót. Sau khi tận mắt nhìn thuộc hạ và thân tín của mình trong phủ bị tàn sát giết sạch, Túc Vương bị Chân Long vệ áp giải đưa đến thượng thư phòng của lão hoàng đế. Ngoại trừ Xích Long, toàn bộ cung nữ, thị vệ đều bị đuổi ra ngoài. Cánh cửa lớn của thượng thư phòng đã bị đóng kín mít. Nghịch tử, ngươi có biết tội không? Lão hoàng đế dường như đem toàn bộ lửa giận trút hết lên người đứa con bất hiếu, tiện tay nhấc nghiên mực trên bàn ném tới. Túc Vương bây giờ trong lòng đã nguội lạnh, thấy nghiên mực ném tới mà hắn cũng không buồn tránh, mặc cho đầu của mình bị đập nên hơi chảy máu. Phụ hoàng, đã đến nước này rồi thì nhi tử cũng không còn gì để nói, người cứ giết con đi. Túc Vương hung hăng trừng mắt nhìn lão hoàng đế rồi thản nhiên nói, con hận người. Nếu có quyền lựa chọn thì con thật sự mong muốn cha của mình không phải là người. Con thật sự muốn được không sinh ra tại nhà đế vương. Câm miệng, nghịch tử, ngươi có kết cục hôm nay, hoàn toàn là ngươi tự gây ra. Lão hoàng đế ngồi xuống long ỷ. Chỉ tay vào Túc Vương lớn tiếng mắng, nếu như ngươi có thể ghìm được hành vi của mình, thì sao lại biến thành dạng này? Được rồi, muốn giết muốn mắng thì tùy người. Đừng giả nói năng nhẹ nhàng, kiếu vô dụng nữa. Đã nhiều năm người vẫn coi nhi tử là con của người sao? Giữa chúng ta ngoại trừ lợi dụng và nghi kỵ thì còn có cái gì? Phụ hoàng, con hận người, con thật sự phi thường hận người. Rơi vào kết cục ngày hôm nay như vậy tất cả đều là do một tay người tạo thành. Cho dù có thành quỷ thì con cũng sẽ không tha thứ cho người. Túc Vương căm hận nói. Lão hoàng đế phẫn nộ quát, nghịch tử, đã chết đến nơi lại còn không biết hối cải. Người đâu, mang đi giao cho tông nhân phủ thừa hành. Lão hoàng đế lúc này thực sự trút hết căm giận với Trần Hoàng Hậu lên người nhi tử của mình. Xích Long tuân lệnh vội vàng dẫn theo vài tên Chân Long vệ mang Túc Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng chờ chết lôi đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng của nhi tử bình tĩnh nhưng mang theo vô vàn căm hận, người lão hoàng đế không khỏi run nhẹ một cái, nhưng mà cuối cùng lão vẫn trơ trẽn cười lớn, trẫm là thiên tử. Trong thiên hạ, bất kể là ai, chỉ cần đối nghịch với trẫm, đều phải chết, chết, chết. Chút bỏ được gánh nặng, ngày đặt móng khởi công Tế Thiên Tháp chính thức được báo lên hoàng đế bệ hạ. Lão hoàng đế quần áo mũ mãng chỉnh tề, toàn thân uy nghi tự mình dẫn đầu chúng thần đến Khâm Thiên Giám đích thân chủ trì nghi thức long trọng đặt móng khởi công Tế Thiên Tháp. Sau đó vài ngày lão hoàng đế lại tự mình chủ tọa để đốc tạo sứ Lưu Phong, giám sát Tu Duyên Thiên Sư cùng quân cơ lục bộ đế quốc bàn giải quyết, điều động nhân lực hợp thành đốc tạo phủ. Người các bộ các ty, tổng cộng 18 nha môn,
chia nhau phụ trách các công việc của Tế Thiên Tháp. Đến lúc này, dưới sự sắp xếp của guồng máy khổng lồ trong đế quốc, tốc độ kiến thiết Tế Thiên Tháp bắt đầu vận chuyển ở mức cao nhất. Kiến thiết Tế Thiên Tháp đối với bách tính đế quốc mà nói hoàn toàn là một cơn ác mộng. Hầu như chỉ trong một đêm, thuế má trên đầu bách tính và phu phen cưỡng bức đã tăng rất nhiều. Bọn họ hầu như phải đem phân nửa thu hoạch của mình nộp cho chính quyền, hơn nữa quan viên các nơi nhân cơ hội cắt xén, cướp đoạt. Bách tính hoảng sợ phát hiện rằng 7 phần thu hoạch của bọn họ đều được giao cho chính quyền và tham quan. Cứ như vậy, rất nhiều sinh hoạt cơ bản của gia đình bách tính đều không thể đảm bảo được nữa. Trong đế quốc xuất hiện rất nhiều nạn dân. Thế nhưng dưới sự uy hiếp dùng vũ lực khổng lồ và trấn áp của đế quốc, mặc dù đã không còn đường sống, hầu như không người nào dám tạo phản. Bởi vì bọn họ tay không tấc sắt nên căn bản sẽ không có chút năng lực phản kháng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự bóc lột càng ngày càng hà khắc. Tương đối mà nói, chỉ có vùng phong thành mà Lưu Phong cai trị là không bị đụng đến. Để cho Lưu Phong ra sức vì mình mà làm việc, lão hoàng đế đã cho phép phong thành của Lưu Phong không phải chịu gánh nặng kiến thiết Tế Thiên Tháp. Cứ như vậy, rất nhiều nạn dân bắt đầu tràn về phong thành. Còn Lưu Phong trước đó cũng cam đoan với lão hoàng đế, trong khi kiến thiết Tế Thiên Tháp thì vùng phong thành không được tiếp thu một nạn dân nào. Dưới tình huống bất đắc dĩ, người dân bất hạnh của đế quốc không thể làm gì khác hơn là đến công trường xây Tế Thiên Tháp mà cống hiến sức lực. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng tối thiểu còn có bát cháo nóng mà húp. Một bát cháo nóng tuy rằng không tính là gì, nhưng mà đối với người dân đáng thương mấy ngày không có cái ăn mà nói, không thể nghi ngờ là đại cứu tinh. Lưu Phong thân là đốc tạo sứ, tuy rằng xấu mặt với thủ đoạn hèn hạ như vậy của lão hoàng đế nhưng cũng bất lực trong việc thay đổi tình hình. Điều hắn có khả năng làm chỉ là trong phạm vi chức quyền ra sức giảm bớt nỗi thống khổ của những người dân bất hạnh, tận lực đốc thúc quan lại các bộ các ty đối xử tử tế với những người dân đáng thương tham gia xây dựng. Sau một tháng do làm cả ngày lẫn đêm nên việc xây dựng Tế Thiên Tháp đã đạt được tiến triển quan trọng. Phần chính của công trình đã hoàn thành 1/5. Theo lý mà nói, dựa vào tốc độ hiện tại thì Tế Thiên Tháp dường như chỉ cần thời gian 5 tháng là có thể hoàn thành. Nhưng trên thực tế thì không đơn giản như vậy. Việc xây dựng Tế Thiên Tháp bị kìm hãm bởi độ cao, nguyên vật liệu và kỹ thuật nên tốc độ càng ngày càng chậm. Mục tiêu thời gian nửa năm, căn bản là không có khả năng hoàn thành. Sau 2 tháng khởi công đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề lớn về mặt cung ứng nguyên liệu. Rất nhiều lúc thậm chí thợ thủ công không có việc để làm, đơn giản là do không kịp cung ứng nguyên liệu. Căn cứ thiết kế, nguyên liệu chủ chốt để kiến thiết Tế Thiên Tháp là tinh ngọc, còn một phần quan trọng còn lại thì dùng hoàng kim. Tinh ngọc mặc dù ở mỏ rất nhiều, thế nhưng khai thác và vận chuyển là vấn đề lớn. Về phần hoàng kim, lão hoàng đế không thể làm gì khác hơn là nhịn đau lấy toàn bộ hàng tích trữ trong quốc khố đưa ra sử dụng. Để trường sinh, lão hoàng đế hầu như bỏ qua tất cả không hề keo kiệt. Lão hoàng đế cho rằng, chỉ cần có thể trường sinh thì những tài sản này trong tương lai sẽ lại có, hơn nữa có thể còn nhiều hơn so với bây giờ. Nhưng mà hàng tích trữ trong quốc khố còn xa mới đủ cho nhu cầu kiến thiết thiết Tế Thiên Tháp. Cũng may là Vu Thiên lấy ra không ít từ nơi nào đó nên mới miễn cưỡng đảm bảo tốc độ kiến thiết. Bởi vì Tu Duyên từng nói việc kiến thiết Tế Thiên Tháp mặc dù khó khăn, thế nhưng tương lai chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì sẽ có chỗ trọng dụng. Vì thế, Lưu Phong vô cùng quan tâm tới việc xây Tế Thiên. Những ngày này, hầu như hắn liên tục ở trên hiện trường xây dựng Tế Thiên Tháp. Mỗi ngày ngoại trừ việc chăm sóc thợ thủ công ra thì hắn chỉ chuyên tâm theo dõi chất lượng công trình. Nhìn Tế Thiên Tháp càng ngày càng cao và những thợ thủ công mệt mỏi gần chết, trong lòng Lưu Phong có chút suy nghĩ. Hoàng quyền của thiên tử thật sự là rất hại người a. Đơn giản là do tư lợi của lão mà con dân trên toàn đế quốc đều bị khổ sở, vất vả theo. Thật sự là ghê tởm cực kỳ a. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể làm một người đồng lõa. Tỷ phu, tại sao lâu thế mà huynh không trở về nhà? Tỷ tỷ và sư tôn mỗi ngày đều nhắc tới huynh a. Ngay lúc Lưu Phong đang âm thầm xúc động mà thương xót thì Khuynh Thành xuất hiện sau lưng hắn. Một đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng hắn, bộ ngực đã phát dục có chút đầy đặn áp chặt vào lưng hắn nhẹ nhàng cọ sát. Lưu Phong đưa tay kéo Khuynh Thành lại hỏi, sao muội lại tới đây, có chuyện khẩn cấp gì cần nói với huynh? Lưu Phong biết trong khoảng thời gian này Khuynh Thành đang trong giai đoạn quan trọng để dung hợp với Thánh Linh, bản thân không nên chạy loạn. Khuynh Thành cười hắc hắc, đắc ý nói, tỷ phu, nói cho huynh biết một tin tốt, người ta đã dung hợp thành công với Thánh Linh. Lưu Phong hơi động tâm,
thầm nghĩ phúc của mình sắp tới. Vậy muội đêm nay cũng đừng đi, không bằng chúng ta. Lưu Phong không kìm được lộ ra một nụ cười dâm đãng. Khuynh Thành đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Lưu Phong, liếc nhìn hắn hầm hừ, đừng có mơ. Sư tôn đã nói nếu để nam nhân chiếm được dễ dàng thì sẽ không được quý trọng. Muốn cùng muội động phòng thì chàng phải nỗ lực cố gắng nữa. Muội sẽ không dễ dàng để cho huynh chiếm đoạt. Ta kháo, mỹ nhân tỷ tỷ, lời này rõ ràng là nhằm vào hắn, phá đám niềm vui, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Tỷ phu, trước đừng mơ chuyện tình dục nữa. Hôm nay tới, đúng là muội có chuyện gấp gáp muốn nói với huynh. Khuynh Quốc tỷ tỷ nói a, báo chí phải mau chóng phát hành một chút. Bây giờ bách tính đế quốc, ngoại trừ vùng phong thành, còn lại mọi người đều coi huynh và lão hoàng đế đều là ma quỷ hàng đầu. Khuynh Thành nói. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 853, Thượng Chiêu Thỉnh Mệnh. Khẩn trương phát hành báo a, ta không muốn lại phải đi giải oan. Lưu Phong thật sự tức giận, lão tử đành cam chịu tiếng đê tiện như vậy. Hơn nữa, nếu không phải là ta thì xem ra mỗi ngày đều ít nhiều phải có người chết sao. Tỷ phu, bách tính cũng không phải là hiểu đạo lý nhiều như vậy. Huynh là đốc tạo sứ, bọn họ đều cho rằng huynh đã làm cho họ không còn đường sống. Hơn nữa huynh hạ lệnh phong thành không được thu nhận nạn dân và người tha phương làm cho bách tính phi thường khó hiểu. Sư tôn và tỷ tỷ cho rằng dư luận bắt đầu bàn tán rồi. Khuynh Thành kỳ thực nói không sai, chí ít thì đằng sau công việc lại còn có chuyện quan lại kèn cựa nhau. Sau khi về thì nói cho tỷ tỷ và sư tôn muội liền mở rộng sự công kích của dư luận, lão tử làm gì mà phải chịu tiếng xấu thay cho lão hoàng đế chứ. Lưu Phong dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, chớ để cho bệ hạ biết việc truyền đơn báo chí là do chúng ta làm. Tỷ phu, huynh cứ yên tâm đi. Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong ý bảo yên lòng, nói, mấy ngày nay à, báo chí, các nơi cùng với truyền đơn xã đã sớm được chúng ta an bài rồi nên nhìn thì không hề có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa cũng đã chuyển hướng sang hoạt động ngầm. Nhờ năng lực nằm vùng của nữ nhân hoa nên đám thuộc hạ của bệ hạ như là đồ ăn hại, hầu như rất khó điều tra ra địa điểm ẩn náu của họ. Ha ha, tốt lắm. Lưu Phong cười đắc ý, nữ nhân của mình quả nhiên không có ngồi yên, có các nàng làm việc hắn thật sự rất an tâm. Tỷ phu, hôn tạm biệt nhé. Khuynh Thành mới vừa đi vài bước, đột nhiên chạy ngược lại thì thào, sư tôn nói rằng không để bị huynh dễ dàng chiếm thân thể và cũng không để huynh xa lánh. Nếu có thời gian cũng phải cho huynh chút tiện nghi. Nghe Khuynh Thành nói, Lưu Phong lại càng phiền muộn, mỹ nhân tỷ tỷ này chẳng lẽ muốn dạy hư Khuynh Thành à? Hừ hừ. Sau này có thời gian nhất định phải trở lại thiên thượng nhân gian đánh cặp mông đẹp của mỹ nhân tỷ tỷ, cho nàng biết mình sai rồi không? Chụt. Khuynh Thành gắng sức tại môi của Lưu Phong hôn hít mãnh liệt, thuận thế nàng lấy tay sờ soạng ngay tại đũng quần của Lưu Phong rồi cười mờ ám, tỷ phu, nỗ lực nhé. Tiểu thí hài, ta đối với muội không có chút hứng thú, đi mau đi. Lưu Phong bị Khuynh Thành làm cho dở khóc dở cười, lấy tay phát vài cái vào mông nàng, giả vờ như là đang tức giận. Ha ha, phép khích tướng của tỷ phu đối với muội là vô dụng. Lưu lại một tiếng cười trong vắt, Khuynh Thành nhanh như chớp chạy đi. Tiểu ma nữ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là của ta. Tâm tình Lưu Phong tựa hồ có chút tốt lên. Ngày thứ hai, vừa đúng buổi đại triều của đế quốc. Vì để phối hợp tạo thế với dư luận, Lưu Phong sáng sớm đã mặc bộ quan phục màu đỏ thẫm đi vào triều kiến bệ hạ. Hắn dự định sẽ làm trò cho cả văn võ trong triều biết mặt khi xin tha mạng cho bách tính thiên hạ. Vào lúc Lưu Phong tới thì văn võ bá quan trong triều dường như chỉ còn thiếu mỗi hắn. Ngay cả lão hoàng đế cũng đã sớm thượng triều. Dường như lão hoàng đế rất hài lòng với kỳ hạn của tiến độ kiến thiết tế thiên tháp nên đang vui vẻ đàm luận cùng chư vị đại thần. Các vị ái khanh, trường sinh đại kế của trẫm sắp thành a, lão hoàng đế nói hưng phấn. Các thần tử trong thượng thư phòng đồng loạt cất tiếng cười to, đều tới tấp khen ngợi công tích vĩ đại của bệ hạ. Trương Tử Ngưu lại không thong dong nhàn rỗi, lạnh lùng đảo mắt liếc qua gương mặt chư vị đại thần. Mỗi người là một kẻ xảo trá. Đừng nghe những tiếng cười vang dội kia, liệu có mấy người thực sự xuất phát từ đáy lòng. Đến lúc ánh mắt đảo qua gương mặt tươi cười dịu dàng của lão hoàng đế thì Trương Tử Ngưu hơi thở dài mà thầm nghĩ, bạo quân a, bách tính thiên hạ sắp bị ngài bức tử hết rồi. Đúng lúc này, Lưu Phong vẻ mặt xa sầm đi nhanh đến,
Sau khi khom người hành lễ vái chào lão hoàng đế thì hắn lớn tiếng, bệ hạ, hôm nay vi thần đến đây là muốn cầu xin cho bách tính thiên hạ. Nói xong, hai tay của hắn ôm quyền, thì lễ vái lão hoàng đế thật sâu rồi trầm giọng nói, bệ hạ, kỳ hạn hoàn thành công trình tế thiên tháp vẫn còn một nửa, thế nhưng bách tính thiên hạ đã sắp không còn đường sống. Thỉnh bệ hạ đồng ý cho lùi kỳ hạn công trình tế thiên tháp để cho bách tính đế quốc có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương Tử Ngưu trong lòng kích động, người tốt a, quan tốt a. Trên dưới đế quốc, bây giờ đã không có quan viên nào như Lưu Hầu gia dám thỉnh cầu cho bách tính. Lão hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức không vui. Vừa mới rồi toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều ca ngợi, làm sao mà chưa được bao lâu thì hắn dám gây khó khăn cho mình. Kỳ hạn xây tế thiên tháp có thể lùi lại sao? Điều này thì dễ dàng cho đám điêu dân kia, thế nhưng còn trẫm đây. Trường sinh đại kế của trẫm nên làm gì bây giờ? Đây không phải là thực sự không muốn để cho ta trường sinh sao? Nghĩ tới đây, lão hoàng đế lập tức nổi giận, trầm giọng quát, Lưu Ái Khanh, kỳ hạn công trình xây tế thiên tháp không được làm lỡ. Việc này không cần nhắc lại. Bệ hạ, nếu như còn như vậy thì bách tính đế quốc có thể thật sự không còn đường sống. Đến lúc đó sẽ khiến tình hình đế quốc biến động, Lưu Phong cũng không cam lòng, muốn giả vờ thì phải làm đến nơi đến chốn. Biến động, lão hoàng đế khinh miệt cười cười, khanh nói là đám điêu dân này muốn tạo phản. Bọn họ không có đủ gan. Bệ hạ, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Bách tính thiên hạ này là nước, mà ngài là thuyền a, mong người suy nghĩ lại a. Đồ hỗn trướng. Lão hoàng đế càng giận dữ, trẫm là chân mệnh thiên tử, ngôi vị hoàng đế của trẫm là ông trời ban ân cho, với đám điêu dân kia thì có quan hệ gì? Lưu Phong, trẫm niệm tình khanh thỉnh cầu vì dân, xuất phát từ hảo tâm nên không truy cứu tội đại bất kính của khanh. Thế nhưng việc này đến đây coi như thôi không được nhắc lại, bằng không trẫm trừng phạt nghiêm khắc không khoan hồng. Tâm tình sảng khoái của lão hoàng đế lúc này hoàn toàn biến mất. Bệ hạ, vi thần xin từ chức đốc tạo, mong bệ hạ ân chuẩn. Lưu Phong dự định diễn trò đến cùng. Lão hoàng đế thực buồn bực nhìn Lưu Phong, lắc đầu không tự giải thích nổi mà nói, khanh không muốn làm đốc tạo sứ, không phải là khanh đang làm rất tốt sao? Tiểu thiên sư hết lời khen khanh, nói chọn khanh là người thích hợp nhất để làm đốc tạo sứ. Nếu khanh không làm thì khanh để trẫm tìm người thích hợp ở đâu? Mắt thấy tế thiên tháp ngày càng xây cao như núi, lão hoàng đế mỗi ngày mong muốn thấy mộng trường sinh. Nhưng ngày hôm nay thì đỉnh núi này chịu một đòn quá lớn. Lưu Phong, chẳng lẽ khanh không muốn để cho trẫm trường sinh? Lão hoàng đế quát lên rồi nói, uổng công trẫm coi khanh là thân tín mà khanh báo đáp trẫm như vậy sao? Lão hoàng đế đang suy nghĩ, chẳng lẽ hắn đích thực là Trịnh Vương Thế Tử, bằng không vì sao lại lãng công tiêu cực? E là trong lòng vẫn còn oán hận a. Vẫn đang hận chấm a. Lão hoàng đế lo lắng, có lẽ nên tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Lưu Phong rồi hứa cho hắn ít lợi ích. Như vậy có thể tiêu trừ hận ý trong lòng hắn để còn dùng được tiếp. Dù sao tất cả cũng là người một nhà. Bệ hạ, vi thần không dám. Lưu Phong sợ hãi nói, vi thần đương nhiên mong muốn bệ hạ trường sinh. Chỉ là nếu bách tính thiên hạ này đều chết sạch thì bệ hạ trường sinh có ý nghĩa gì? Đúng là phao tin đồn nhảm. Sao khanh nói nghiêm trọng đến như vậy? Tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng lão hoàng đế cũng có chút bận tâm. Cẩn thận mà nghĩ thì lời của Lưu Phong cũng không phải không có đạo lý. Bệ hạ, đây là tấu chương của vi thần, xin mời xem qua. Lưu Phong sớm có chuẩn bị, trình lên đây. Tiếp nhận bản tấu chương do thái giám theo hầu đưa tới, lão hoàng đế thuận tiện mở ra một quyển nhìn lướt qua, lập tức hít hơi rùng mình. Lời trong tấu chương của Lưu Phong thật sự là nghe rợn cả người. Nếu như tất cả chuyện này đều là thực sự thì đến khi xây xong tế thiên tháp bách tính đế quốc đích thực không còn mấy. Công việc chiếu theo tình hình hiện tại như thế thì tế thiên tháp có khả năng không cách nào hoàn thành. Lão ngơ ngác nhìn tấu chương trong tay, một lúc lâu mới hỏi lại, Ái Khanh, tấu chương nói như vậy là sự thực. Lưu Phong nghiêm túc trả lời, bệ hạ, vi thần nói câu nào cũng là sự thật. Nếu như ngài còn không tin có thể tự mình đi nghe ngóng tình hình. Ngừng một chút, Lưu Phong trầm giọng nói, trên thực tế, tình hình vài nơi ở Tây Bắc so với tấu chương của thần còn nghiêm trọng hơn một ít. Cứ 10 gia đình thì đã có 6-7 gia đình đã hoàn toàn bị hủy. Bệ hạ, mong người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của vi thần. Nếu còn để tiếp như vậy sợ là đế quốc. Được rồi, Ái Khanh không cần nói nữa.
Lão hoàng đế sợ Lưu Phong nói ra chuyện khó nghe nên vội vàng ngăn lại. Chư vị ái khanh, trẫm muốn hỏi một chút các khanh, vì sao ta từ Lưu ái khanh ở đây nghe được và trình báo của các khanh thì thực sự hoàn toàn trái ngược. Trong các khanh ai có thể giải thích một chút? Gương mặt lão hoàng đế u ám, ánh mắt quét qua trên mặt tất cả văn võ trong triều. Nỗi tức giận trong lòng không cần nói cũng biết. Câu hỏi của hoàng đế, chư vị đại thần không một người dám trả lời, mỗi người cúi đầu liếc mắt đánh giá khắp thượng thư phòng, lòng đều chờ mong có ai đó đứng lên. Một đám phế vật, lão hoàng đế ném tấu chương cầm trong tay lên trên bàn bộp một cái, phẫn nộ quát, cả triều văn võ lại không có một ai dám nói thật với trẫm. Lúc Lưu Phong còn chưa tới thì văn võ trong triều đều vẫn ca tụng nhân đức của bệ hạ. Nói là đế quốc mưa thuận gió hòa, bách tính đều an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh a. Thế nhưng, xem tấu chương của Lưu Phong thì lão mới biết được, bách tính đế quốc thật sự đã không kham nổi gánh nặng. Càng ghê tởm chính là đám tham quan như quỷ hút máu. Bọn họ dùng chiêu bài của hoàng đế để táo tợn gia tăng cướp đoạt bóc lột bách tính, đẩy người, dân tới chỗ chết a. Lão hoàng đế chưa bao giờ thương tiếc sinh mạng của bách tính, thế nhưng lần này lại không thể không để ý. Lưu Phong nói không sai, nếu còn tiếp tục như vậy thì e là bách tính của đế quốc thật sự không còn đường sống. Lão hoàng đế đã rõ, nếu như Tế Thiên Tháp thất bại, trách nhiệm lớn nhất thuộc đám tham quan không còn e dè kỷ cương pháp luật. Không thể tiếp tục để bọn họ quấy rối nữa. Phục hồi lại tinh thần, lão hoàng đế quát một tiếng mà nói, đem tấu chương của Lưu Ái Khanh cho mọi người truyền tay nhau mà đọc. Thái giám theo hầu vội vàng cầm tấu chương giao xuống phía dưới cho đám đại thần. Các đại thần thay phiên lật xem tấu chương, mọi gương mặt đều tái mét âm thầm chửi bới Lưu Phong, đây không phải là đối nghịch với toàn thể văn võ bá quan trong triều sao. Đương nhiên một đế quốc to như vậy thì quan viên chánh trực cũng có một số, hành vi của Lưu Phong khiến bọn họ cảm thấy chấn động, hổ thẹn. Kỳ thực tình hình này thì bọn họ cũng đều biết đến. Chỉ là bọn họ không có dũng khí báo cho bệ hạ biết. Bên trong thượng thư phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên lặng đến dường như có thể nghe được tiếng tim đập cuồng loạn của một số đại thần. Lão hoàng đế sa sầm mặt, cười lạnh nhìn văn võ trong triều. Trầm mặc một chút, lão đột nhiên nói, chư vị đã xem xong chưa? Nhìn lướt qua các thần tử bốn phía, lão hoàng đế lạnh lùng nói, quan viên các bộ các ty đều có hành vi tham ô lớn. Giang sơn của trẫm, trường sinh đại kế của trẫm cũng bị những người này hủy diệt rồi. Nói đến đây, lão hoàng đế đột nhiên nở nụ cười, cũng may Lưu Ái Khanh nhắc nhở trẫm đúng lúc, giờ thì trẫm đã rõ các khanh là những thứ gì. Lưu Ái Khanh đốc tạo Tế Thiên Tháp tới nay, công tích phi phàm, trẫm đều nhìn thấy rõ. Ngày hôm nay đã vì trẫm mà làm một việc rất tốt, cho nên trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Lưu Phong. Lão hoàng đế mỉm cười nhìn Lưu Phong. Ha ha, trẫm là minh quân, có công được thưởng, có tội ắt bị phạt. Lão hoàng đế âm hiểm nở nụ cười, chư vị ái khanh, chư vị công thần, các khanh có ý kiến gì không? Các đại thần cúi đầu, ai cũng không dám hé răng. Không nói lời nào, vậy các khanh có ý kiến không? Lão hoàng đế cười ngầm mà nói, nếu có ý kiến thì cứ việc nói. Thần không có ý kiến, tất cả theo bệ hạ phân phó. Lúc này, ai có ý kiến người đó là kẻ ngu. Lão hoàng đế thản nhiên cười, mỏi mệt nói, ban cho Lưu Ái Khanh, hoàng kim trăm lượng, bạc vạn lượng, gia thăng làm hộ quốc công bậc nhất. Ban thưởng như vậy vừa nói ra, văn võ toàn triều lập tức trợn tròn mắt, sao lại phong quốc công? Vận khí tiểu bạch kiểm này thật sự là khiến người khác phải đố kỵ a. Chỉ có Trương Tử Ngưu cười khanh khách nói với lão hoàng đế, bệ hạ anh minh à. Ha ha, lão hoàng đế cũng cười rất vui vẻ, trẫm cũng cảm giác thấy mình rất anh minh. Nghe lão hoàng đế nói mà trong lòng Lưu Phong lạnh toát, lão già kia thực sự không biết hổ thẹn sao. Bệ hạ anh minh. Chương 854, Hòa Thái Tử Phi ngả bài. Bệ hạ tự nói mình anh minh thì triều thần đương nhiên phải nói như vậy mà ba lần tung hô vạn tuế với anh minh. Nhưng mà đại bộ phận triều thần đều cho rằng bệ hạ ban thưởng cho Lưu Phong quá lớn. Hộ quốc công a, đâu có thể dễ dàng nói đùa như vậy a. Từ khi Hoa Hạ đại đế đăng cơ đến nay đã vài chục năm, thế nhưng phong làm quốc công rất ít không có mấy. Mỗi người đều cũng có công lao cái thế, lại cống hiến sức lực cho đế quốc tới vài chục năm mới được. Giờ xem lại Lưu Phong, mới vào đại triều dự chầu có vài năm. Đố kỵ a, hai ban văn võ trong triều, 10 người thì có 9 đều đố kỵ Lưu Phong thật là tốt số.
Lão hoàng đế rất là hài lòng với sự tán dương của Văn Võ trong triều văn, bèn cười lớn, tốt, xem ra tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định của ta. Ta nói rồi, có công ắt được thưởng, có lỗi chịu phạt. Lão hoàng đế âm hiểm vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, chư vị ái khanh sẽ bị phạt bổng lộc nửa năm nếu như trong vòng nửa tháng để cho thuộc hạ trong bộ ti mình vơ vét, chiếm đoạt lương thực tiền hàng giao cho đốc tạo phủ dùng vào việc kiến thiết tế thiên tháp. Có đốc tạo sứ Lưu Phong Lưu Ái Khanh phụ trách giám sát. Trong vòng một tháng, nếu không cách nào hoàn thành thì coi như tội phản quốc tạo phản, tru diệt cửu tộc. Lời này vừa nói ra, Văn Võ toàn triều nhất thời mặt mày xám ngoét, thế này thì có còn để cho người ta sống nữa không? Lão hoàng đế không thèm để ý tới vẻ mặt của các chư vị đại thần, mà là đưa mắt nhìn Lưu Phong nói rằng, Lưu Ái Khanh, đốc tạo sứ này còn phải để khanh làm. Trẫm đáp ứng khanh, từ hôm nay trở đi bắt đầu chỉnh đốn cai trị. Đồng thời xét tấu trình về công việc của khanh là vì dân vì nước nên trẫm đặc biệt cho phép kéo dài kỳ hạn kiến thiết tế thiên tháp thêm một tháng. Trương Tử Ngưu hưng phấn lao ra khỏi hàng hướng về lão hoàng đế tạ ơn mà rằng, bệ hạ thật sự là anh minh, bách tính trong thiên hạ đều cảm tạ ân đức của ngài. Lão hoàng đế chớp mắt, cười dài nhìn Lưu Phong, Lưu Ái Khanh, khanh nghĩ thế nào? Bệ hạ anh minh, Lưu Phong hôm nay thỉnh lệnh, chẳng qua chỉ là diễn trò. Lại không nghĩ rằng, vô duyên cớ lại được nhiều chỗ tốt thế này. Lưu Phong nào có biết rằng lão hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, hơn nữa cũng coi hắn là hoàng tộc. Với tư cách hoàng thất của hắn thì coi như là phong cho một vương gia cũng không có gì quá đáng. Hôm nay ban cho làm quốc công, kỳ thực cũng là nhỏ. Cuối cùng màn ca tụng công đức du dương của buổi đại triều cũng kết thúc. Ra khỏi thượng thư phòng, đại bộ phận quan viên khi vượt qua đều trợn mắt nhìn Lưu Phong. Đối với điều này, Lưu Phong đều cười cho qua. Một đám cặn bã mà thôi, hà tất phải để ý nhìn nhận của bọn họ về mình chứ. Đương nhiên, Trương Tử Ngưu dẫn đầu một ít quan thanh liêm cũng đến chúc mừng Lưu Phong, đồng thời cũng biểu thị sự kính nể với Lưu Phong. Lưu Phong ghi nhớ những quan viên vào lòng, có cơ hội giao cho Hàn Nguyệt và nữ nhân hoa của Khuynh Quốc lập quan hệ xã hội một chút. Nếu như có thể thu phục toàn bộ thì cũng là một nhóm thế lực không nhỏ. Đúng giữa trưa, bát quái tiểu báo tại Kinh Đô cũng đã bắt đầu tha hồ đưa tin về chuyện Lưu Phong tại buổi đại triều thỉnh cầu cho dân. Hơn nữa một ít quan viên chính trực đứng ra chứng thực nên danh dự của Lưu Phong nhất thời được nâng lên. Đến chiều thì khắp công trường xây tế thiên tháp đều truyền đến tin tức ca tụng công đức của Lưu Phong thương dân như con. Trong lúc nhất thời khắp nơi trên dưới đế quốc đều tràn ngập dư luận tạo thế mạnh mẽ cho Lưu Phong. Sau khi lão hoàng đế biết được để ra cấm chỉ thì có vẻ đã muộn. Cẩm y vệ, chân long vệ điều động suốt đêm đều căn bản không tra ra được là tin tức, báo chí khơi ra điều này rốt cuộc từ đâu tới. Hơn nữa các loại dấu hiệu cũng cho thấy, việc này với phong thành của Lưu Phong, thiên thượng nhân gian không hề có một chút xíu quan hệ. Nhưng mà lão hoàng đế thì không cho là chuyện này với Lưu Phong không có vấn đề gì. Chỉ là thủ đoạn của hắn tài giỏi mà thôi. Đối với lần này, lão hoàng đế tuy rằng tức giận nhưng mà đành chịu. Bắt không được chứng cứ thì sao có thể khép tội xúi dục cho Lưu Phong. Huống hồ, lúc sáng trên đại triều lão vừa mới khen ngợi Lưu Phong hết lời, giờ lại tìm chứng cứ về tội xúi dục. Tựa hồ có vẻ là tự mình tát vào mồm mình. Và lại, lão hoàng đế vẫn trông cậy vào Lưu Phong nỗ lực vì tế thiên tháp. Chỉ cần có thể trường sinh thì lão hoàng đế có thể tất cả đều không cần quan tâm. Người A, khởi giá đến Đông Cung. Trong lòng lão hoàng đế trước sau vẫn nhớ tới con dâu nên chuẩn bị ngày hôm nay lại đến thăm. Bất luận là lão vì nàng hay vì sức mạnh của thuộc hạ nàng đều đủ khiến lão hoàng đế động tâm. Lần trước đã mang hậu lễ đi thử thăm dò một phen nhưng không được việc mà về. Lão hoàng đế chưa từ bỏ ý định, quyết định ngày hôm nay lại đi xem. Nếu như trước đây thì lão hoàng đế đối với loại chuyện vô luân này chẳng thèm làm, thế nhưng hiện tại đã khác. Theo sự kiến thiết tế thiên tháp, sự tự tin của lão hoàng đế nhanh chóng tăng thêm. Đã từ rất lâu, lão đều cho là mình là nam nhân đệ nhất thiên hạ. Cho nên mọi thứ trong thiên hạ, tất cả đều là của lão, dường như lão làm điều gì cũng đúng. Trong lòng đắc ý không gì sánh được, lão hoàng đế đi tới Đông Cung. Vừa mới vào cửa đã thấy Thái tử Phi đứng chờ sẵn, lão liền mỉm cười, Điềm Nhi, phụ hoàng lại tới thăm ngươi. Xích Long, mang tặng phẩm đến đây. Căn cứ kinh nghiệm của lão hoàng đế, nữ nhân dường như vô cùng ham mê châu báu. Cho nên hôm nay lão hoàng đế bỏ ra cả một gia tài lớn, mang theo một dương chân châu Nam Hải để làm Thái tử Phi vui lòng.
Thái tử Phi thản nhiên cười tiếp nhận tặng phẩm của lão hoàng đế. Không cần quan tâm, mục đích của lão là gì, chỗ trân châu này cũng không tệ, ngươi cho thì ta nhận, ai lại băn khoăn với châu báu chứ. Lão hoàng đế thấy Thái tử Phi tiếp nhận lễ vật của mình thì âm thầm cười, coi như diễn trò, vẻ mặt hồng hào, cảm giác có chút khí thế hăng hái. Điềm nhi, đến đây để trẫm hảo hảo nhìn ngươi. Lão hoàng đế ngồi ở trên giường gấm, giơ tay vẫy gọi Thái tử Phi, đôi mắt đầy vết sạn chân chim thoáng hiện một vẻ mờ ám. Thái tử Phi nghe vậy lắc nhẹ đôi mông khoan thai đi tới, tư thế thật khêu gợi càng làm lão hoàng đế có chút ngây người âm thầm hối hận, ngày đó tại sao mình lại không tuyển Điềm Nhi làm phi tử. Dù sao bây giờ cũng không muộn, lão hoàng đế cười hắc hắc, nói, Điềm Nhi, lão đại đã đi nhiều năm rồi, nói vậy cuộc sống của ngươi cũng có chút đau khổ. Trẫm nghĩ là cũng nên giúp ngươi. Thái tử Phi thản nhiên hỏi, bệ hạ, con không hiểu ý tứ của ngài. Lão hoàng đế cười lớn một tiếng, đang lúc tự mãn nên đơn giản nói rõ ra, Điềm Nhi, nếu như phụ hoàng nghĩ đến hoàng, ái phi, ngươi liệu có nguyện ý? Bệ hạ, xin hãy tự trọng. Thái tử Phi tuy rằng đã sớm hiểu rõ tâm tư của lão hoàng đế, nhưng lại ngàn vạn lần thật không ngờ lão lại dám nói ra. Nói mình là người điên, đâu phải mình có thể điên hơn lão quái đản này. Điềm Nhi, phụ hoàng nói nghiêm túc đó. Ta biết bao năm nay, một mình ở trong cung thì trong lòng tất nhiên rất khổ, phụ hoàng nguyện ý vì lão đại chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ thương yêu ngươi. Lão hoàng đế tiếp tục khuyên bảo, nhưng mà lời nói cũng càng lúc càng khó nghe. Bệ hạ, xin hãy tự trọng. Thái tử Phi trong lòng đã có chủ định, sắc mặt xa sầm mà nói không vui. Điềm Nhi, ngươi cự tuyệt ý tốt của trẫm thật sao? Lão hoàng đế phiền muộn, vốn tưởng nắm chắc mọi chuyện, thế nào lại thành ra bị cự tuyệt? Bệ hạ, ta là con dâu của ngài a, tại sao ngài lại có thể sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, thật sự là hoang đường. Thái tử Phi trầm giọng nói, hoang đường. Lão hoàng đế lập tức nổi giận. Lão sống lâu như thế mà vẫn chưa từng bị nữ nhân cự tuyệt. Trong cung này mọi phi tần, cung nữ đều không phải cởi hết ra chờ lão hành sự đó sao? Nhưng mà hôm nay thì lão lại nghe được lời cự tuyệt của nữ nhân. Dù cho nữ nhân này chính là con dâu thì lão cũng không thể tha thứ. Điềm Nhi, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Lão hoàng đế tức giận hỏi. Thái tử Phi cũng tức giận như vậy mà rằng, bệ hạ, không nghĩ tới ngài lại là người vậy, ngay cả luân thường đạo đức cũng không để ý. Thái tử Phi lúc này nói năng thật chính nghĩa nhưng lại quên mình và Lưu Phong cũng là dạng yêu đương cấm kỵ. Tuy nói Lưu Phong không phải là con đẻ của nàng, nhưng nàng lại là chính thê của thái tử. Cẩn thận mà nói thì nàng và Lưu Phong cùng nhau kỳ thực cũng là phương hại đến luân thường đạo lý. Chỉ là hai người trong lúc đó mức độ khác nhau. Hơn nữa, cần biết lý lẽ của rất nhiều người là xem có được Thái tử Phi nguyện ý không? Với lão hoàng đế thì Thái tử Phi không tình nguyện. Vì thế a mới nói tới đạo lý lớn lao như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn cự tuyệt mà thôi. Láo xược, chưa từng có người dám cự tuyệt ý tốt của trẫm. Lão hoàng đế vung tay chụp Thái tử Phi. Thái tử Phi mặc cho tay của lão hoàng đế đang nắm cổ của mình, nàng lạnh lùng nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngài cầu tình không được nên muốn giết ta? Nhẹ nhàng thoát khỏi uy hiếp của lão hoàng đế, Thái tử Phi khinh thường cười cười, nếu như ngài dám giết ta, bất tử chiến sĩ của ta tuyệt đối cũng không để cho ngài dễ chịu. Hơn nữa, ngài có thể còn không biết quan hệ của ta và Lưu Phong. Nếu ngài giết ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngài. Lão hoàng đế kinh ngạc lùi lại mấy bước, chỉ vào Thái tử Phi, cả giận nói, lẽ nào ngươi lại cấu kết với Lưu Phong? Ngươi đồ tiện nhân này, uổng phí con ta năm đó luôn sủng ái ngươi. Nhưng ngươi lại làm những việc vô sỉ trên lưng nó. Lão hoàng đế cũng hoàn toàn quên là mình cũng định câu dẫn con dâu. Vì Thái tử Phi thực sự phẫn nộ, bệ hạ, xin tự trọng, cái gì mà thông đồng. Nói thật cho ngài biết, ta và Lưu Phong là thật tâm yêu nhau. Nhưng có câu người nói đúng, ta vì điện hạ mà giữ đạo hiếu thủ tiết đã nhiều năm như vậy, giờ cũng nên vì mình suy nghĩ một chút. Không sai, ta thực sự cần một nam nhân. Lão hoàng đế ngẩng đầu lên xa sầm nói, ngươi cho là ngươi có bất tử chiến sĩ và Lưu Phong thì không cần phải nhún nhường sao? Đừng quên trẫm mới là thiên tử, tất cả đế quốc đều là của trẫm. Thái tử Phi tàn độc nhìn lão hoàng đế, thân thể hơi run rẩy mà nói đầy ác ý, bệ hạ, người sai rồi. Người đã già, thế cục của đế quốc người đã không cách nào mà khống chế. Nói đến đây, Thái tử Phi lần thứ hai khẽ thốt ra một tiếng quát lạnh lẽo,
ngài dám động tới Lưu Phong không? Người dám động đến Yến Vương không? Thế cuộc của đế quốc thực là tế nhị, ai thì người cũng không dám động, phải không? Ha ha! Thái tử Phi cười châm chọc, là hoàng đế mà làm những việc như ngài thì thật đúng là bia. Lão hoàng đế tàn bạo nói, tiện nhân, ngươi đợi đó. Sớm muộn ngươi sẽ biết uy nghi thiên tử của trẫm. Sớm muộn ngươi sẽ hối hận vì lời cự tuyệt ngày hôm nay. Ngừng một chút, lão hoàng đế đột nhiên nói rằng, quên nói cho ngươi biết, ngươi cho là cùng với Lưu Phong thì ngươi sẽ không vi phạm luân thường đạo lý sao? Hắn là người hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, Thái tử Phi hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, làm sao lão lại biết được? Chẳng lẽ lão đã biết tất cả chuyện năm đó? Không có khả năng à? Thái tử Phi rất nhanh tự phủ định suy đoán của mình. Nàng xác định lão hoàng đế không biết tất cả chuyện năm đó, bằng không thì thái độ của lão sẽ không như vậy. Sự tình của chúng ta không cần ngài quan tâm. Thái tử Phi không đồng ý, bệ hạ, giờ không còn sớm nữa. Bản cung muốn nghỉ, xin mời ngài quay về. Đối mặt sự khiêu khích và càn rỡ của Thái tử Phi, lão hoàng đế giận dữ đến nhăn nhúm mặt mày. Lão âm hiểm nói, Điềm Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày hôm nay ngươi sỉ nhục ta, sớm hay muộn sẽ có một ngày ta trả lại gấp bội. Liên tiếp cười điên cuồng mấy tiếng, lão hoàng đế quay người rời đi. Thái tử Phi nhìn theo bóng lưng của lão hoàng đế mà cười thảm chán ngán nói, lão già kia, già mà không kính. Với đức hạnh của ngươi như thế mà còn có ý định động đến bản cung. Vừa ra khỏi Đông Cung, lão hoàng đế đột nhiên nghiêm mặt. Đôi mắt trên gương mặt nhăn nheo bốc ra ngọn lửa oán giận đến cực điểm. Lão lạnh giọng nói, Lưu Phong, đồ đáng chết này, ta sớm muộn cũng giết ngươi. Không cần biết hắn là Trịnh Vương Thế Tử hay có thân phận như Vu Thiên suy đoán, lão hoàng đế đã bị hắn chọc giận tới cùng cực. Đầu tiên là chuyện Ân Quý Phi, hôm nay lại đến chuyện Thái tử Phi. Lão hoàng đế nghĩ Lưu Phong làm cho mình thật mất mặt, thật thất bại. Lão nhất định phải giết hắn. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 855, Lão Hoàng đế chóc gian. Sau khi hầm hừ, lão hoàng đế ngẩng đầu, ngắm nhìn khoảng không ảm đạm vô biên tự thì thào, đợi đến khi Tế Thiên Tháp xây xong, tất cả sẽ biết mình có kết cục gì. Lúc chạng vạng tối, Thái tử Phi sai người đưa tin, thỉnh Lưu Phong đến để nói việc ngày hôm nay nàng biết một tin tức trọng đại từ lão hoàng đế. Nàng muốn nói cho Lưu Phong để hắn sớm chuẩn bị ứng phó. Sáng hôm sau, Lưu Phong tới Đông Cung không gặp trở ngại liền nhanh chóng đi tới tẩm cung của Thái tử Phi. Hắn thấy Thái tử Phi đang lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, hai mắt thất thần nhìn lên bầu trời xa xăm dường như có chút ngây dại. Lưu Phong nhẹ nhàng đi tới gọi nhỏ, Điềm Nhi. Thái tử Phi lúc này mới sực tỉnh mỉm cười mà nói, Phong Nhi, ngươi đã tới rồi sao? Ta thực sự đã già rồi nên phản ứng mới chậm như vậy. Trong âm thanh ngọt ngào tựa hồ có pha thêm nỗi cô đơn, hơn nữa dường như lại yếu ớt mệt mỏi. Lưu Phong nhẹ giọng nói, ta vừa mới đến. Thái tử Phi thở dài sâu lắng thốt lên, Phong Nhi, ngươi nói ta thực sự đã già chăng? Lưu Phong mỉm cười rồi nói, Điềm Nhi, ta đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần, nàng làm sao mà già. Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn luôn đẹp như vậy. Công bằng mà nói thì nhìn Thái tử Phi vẫn chưa tới 30. Được rồi, Điềm Nhi, nàng sai người đến cho ta biết, nói là có việc cần báo gấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Phong thản nhiên hỏi. Thái tử Phi hơi cau mày đứng lên khỏi ghế thở dài rồi nói, bệ hạ đã tới đây muốn nạp ta làm thiếp, nhưng mà đã bị ta dứt khoát cự tuyệt. Thế nhưng ta nghĩ lão sẽ không từ bỏ, là lão không muốn buông tha bất tử chiến sĩ của nàng a. Lưu Phong căm giận nói. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Thái tử Phi trong lúc đó dường như có chút e ngại, xoay người lại, đang muốn đến gần Lưu Phong. Mới đi một bước đột nhiên, nàng kêu một tiếng, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Lưu Phong hoảng sợ bước lên phía trước ôm lấy lưng nàng. Thân thể mềm mại đến không ngờ, một mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân nhất thời lan tỏa vào mũi, làm tâm thần hắn hơi bị rung động. Phong Nhi, đỡ ta đến giường gấm. Thái tử Phi tựa hồ rất thích lồng ngực Lưu Phong, âm thanh nhẹ nhàng giống như đang khoan khoái rên rỉ. Lưu Phong gật đầu đỡ lấy Thái tử Phi đến ngồi trên nệm gấm. Phong Nhi, xem ra ta thật sự đã vô dụng rồi. Điệu bộ của Thái tử Phi thực đáng thương cảm mà thở dài không ngớt. Lưu Phong cười cười cố làm Thái tử Phi bớt lo, Điềm Nhi đừng nghĩ lung tung, chỉ là nàng ngồi đã lâu mà không vận động nên mới làm đi đứng tê dại.
ta giúp nàng xoa bóp chân một chút đến khi máu tuần hoàn sẽ lại vô sự. Nói xong, cũng không chờ Thái tử Phi nói gì thì Lưu Phong đã ngồi xuống, hai tay nắm lấy mắt cá chân của Thái tử Phi. Sau khi tháo giày, tuy rằng vẫn cách lớp tất lụa thế nhưng Lưu Phong đã cảm nhận được mắt cá chân mịn mượt mà, trong lòng không khỏi lại chấn động. Biết nhau đã lâu như vậy, Lưu Phong vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng mắt cá chân của Thái tử Phi gần như thế. Điều làm hắn hài lòng là Thái tử Phi không hề bó chân, một đôi mắt cá chân phát triển tự nhiên, nhỏ dài mà đẹp mắt. Lưu Phong cố tình truyền nguyên anh lực vào huyệt vị ở mắt cá chân của nữ nhân làm tính khí nàng chậm rãi thay đổi. Thái tử Phi dường như thấy thoải mái nên hơi nhắm hai mắt. Thực dễ chịu, đôi môi anh đào khẽ mở làm thoát ra vài tiếng rên rỉ rất nhỏ. Lưu Phong vội vàng ngừng một chút giả bộ hỏi, làm sao vậy? Có phải hơi mạnh tay, làm nàng đau? Thái tử Phi vội vàng lắc đầu mỉm cười với Lưu Phong, không sao, ngươi xoa bóp làm ta rất thoải mái, ta nghĩ đã đi lại tốt hơn. Vậy ta lại xoa bóp thêm cho nàng. Lúc này, hai tay Lưu Phong đã rời khỏi mắt cá chân, bắt đầu xoa bóp trên bàn chân của nữ nhân. Đương nhiên, vẫn còn quá xa mục tiêu. Phong Nhi. Thái tử Phi thở dài, trong đôi mắt đẹp lờ mờ ẩn hiện những giọt lệ. Nàng ngơ ngác nhìn Lưu Phong chằm chằm một lúc sau mới nói, tương lai, ngươi dự định thế nào với ta? Lưu Phong hơi nao nao. Về vấn đề này thì dường như hắn còn chưa nghĩ tới. Nói thật ra thì cho đến giờ hắn cũng chẳng có tình ý gì với Thái tử Phi. Hiện tại đứng chung với nàng chẳng qua chỉ vì lợi ích mà thôi. Chuyện tương lai cứ để tương lai nói. Lưu Phong ngần ngại nói một câu. Thân thể mềm mại của Thái tử Phi hơi chấn động, cánh tay thon thả nắm chặt thành giường, cắn răng hỏi, Phong Nhi, nói thật đi, ngươi yêu ta không? Lưu Phong cũng không nghĩ tới giấu giếm. Thái tử Phi là nữ nhân thông minh, trước mặt nàng cứ nói thật ra thì tốt hơn. Hắn thản nhiên nói, ta cũng không muốn gạt nàng. Chí ít trước mắt thì ta vẫn chỉ có cảm tình với nàng thôi. Về phần chuyện tương lai, ta không biết. Ngươi rất thẳng thắn. Thái tử Phi u oán thở dài, kỳ thực, ngươi không nói ta. Cũng, nói đến đây, gương mặt xinh xắn không khỏi hồng lên. Đối với mị lực của mình, ta luôn luôn rất có tự tin. Hơn nữa ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ trở thành một thê tử tốt của ngươi. Trong mắt Thái tử Phi tràn trề tự tin. Lưu Phong đứng dậy đứng phía sau giường gấm nhẹ nhàng nắn bóp bờ vai nàng. Bàn tay thỉnh thoảng lại cố tình trượt xuống dưới đụng bộ ngực căng tròn thản nhiên nói, Điềm Nhi, trong lòng nàng vẫn chưa dành đủ chỗ cho ta. Thái tử Phi nhẹ nhàng nắm tay Lưu Phong đang đặt trên ngực nàng cười nói, đừng bỏ tay ra, cứ để ở đó. Ngừng một chút, nàng nói nghiêm túc, dường như bệ hạ đã biết thân phận của ngươi. Nhưng mà ta suy đoán hơn phân nửa là lão đã xác định ngươi là hoàng tộc, nhưng không biết ngươi mới là thái tôn đích thực. Lưu Phong có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái tử Phi vội vàng đem nguyên văn lời của lão hoàng đế nói lại một lần cho Lưu Phong. Lưu Phong nghe vậy thì nghiêm mặt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, rốt cuộc là lão hoàng đế làm sao lại biết? Phong Nhi, tương lai thân phận của ngươi sớm muộn đều đưa ra ánh sáng. Ta thật lo lắng đến lúc đó thì quan hệ của ta và ngươi sẽ ra sao? Thái tử Phi lo lắng nói. Lưu Phong mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái trên bộ ngực tròn trịa mà nói, Điềm Nhi, không nên nghĩ lung tung. Cho dù như thế nào, ta sẽ không để nàng chịu khổ. Hãy tin ta. Thái tử Phi tựa hồ có chút cảm động, nhẹ nhàng cầm tay Lưu Phong động tình nói, có những lời này của ngươi là ta đã thấy đủ rồi. Lưu Phong hơi động tâm, từ phía sau ôm nữ nhân vào lòng mình, tiện thể ngồi lên giường. Thân thể mềm mại của Thái tử Phi run rẩy kịch liệt một chút lập tức chậm rãi xoay đầu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc. Thấp giọng nói, Phong Nhi, ta nguyện ý đem toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi cũng đừng phụ ta à. Lưu Phong nghiêm mặt nói, Điềm Nhi, nàng yên tâm. Nếu ta phụ nàng thì chịu thiên lôi đánh chúng. Ngươi, ta tin tưởng ngươi là được, sao ngươi lại phải thề thốt như vậy? Thái tử Phi tựa hồ không nghĩ tới Lưu Phong sẽ nói ra lời thề nặng như vậy nên cũng tin Lưu Phong vài phần. Nàng biết đâu rằng Lưu Phong là người hiện đại. Ở kiếp trước của hắn thì thề bồi với uống nước cũng đơn giản như nhau, còn mọi người thực hiện lời thề lại là chuyện khác. Điềm Nhi, ta nói như vậy chỉ là để nàng biết lòng ta, Lưu Phong thản nhiên nói. Nghe nam nhân nói xúc động như vậy, mắt ngọc của Thái tử Phi bỗng nhiên nhạt nhòa. Lưu Phong từ đôi mắt xinh đẹp thấy được một nét xuân tình. Lưu Phong đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này mà đột phá phòng tuyến cuối cùng của Thái tử Phi để tiến thêm một bước chinh phục nàng. Lưu Phong biết rõ,
chinh phục nữ nhân nếu không phải bắt đầu từ tâm hồn thì nên bắt đầu từ thể xác. Thái tử Phi là nữ nhân điên nên cho tới giờ Lưu Phong cũng không có hy vọng xa vời là sẽ chinh phục tâm hồn nàng. Nhẹ nhàng hôn lên gáy trắng nõn của Thái tử Phi, bàn tay Lưu Phong bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực căng tròn của nữ nhân, cả người dán sát vào nàng. Thái tử Phi nhắm chặt đôi mắt đẹp có chút căng thẳng, lại có chút chờ mong. Phong Nhi đang muốn nói điều gì đó, không ngờ làn môi anh đào đã bị Lưu Phong há miệng che kín. Đầu lưỡi nóng bỏng đã nhẹ nhàng luồn vào trong miệng thơm tho thành thạo dò tìm. Thái tử Phi rên khẽ một tiếng, thân thể không tự chủ nữa mà co giật, cả người bắt đầu nóng lên. Hai tay vô thức ôm vòng quanh cổ nam nhân vụng về vuốt ve sau lưng hắn. Lá gan Lưu Phong càng lúc càng lớn. Một mặt hôn hít, một mặt chậm rãi đưa tay tới hạ thân nữ nhân mà sờ soạng. Thân nhiệt của Thái tử Phi do Lưu Phong xoa nắn không ngừng tăng lên, trên gương mặt tươi cười là vầng hồng mê người. Khi tay Lưu Phong đưa tới hạ thân thì người nàng run lên mãnh liệt mà vô thức khép chặt hai chân. Lưu Phong hơi sửng sốt đột nhiên ôm thân thể mềm mại của nàng đặt xuống giường. Cánh tay ngọc của Thái tử ôm chặt đầu nam nhân, thân thể càng lúc càng run dữ dội. Với chuyện sắp xảy ra trong lòng nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Đừng xem nàng thường mơ tưởng đến Lưu Phong, thế nhưng nàng vẫn có cách nghĩ của mình. Nàng nghĩ loại chuyện này không thể thúc đẩy quá mức đến lỗ mãng. Nhất là quan hệ bây giờ của nàng với Lưu Phong phi thường tế nhị, là chân tình xen lẫn lợi dụng giữa hai người. Điềm Nhi, buông lỏng chân ra, nàng đã ướt rồi. Lưu Phong mạnh mẽ đưa tay tới, quả nhiên rất ướt. Thân thể của nàng đã động tình. Đúng lúc này bên ngoài cửa điện vọng tới một trận âm thanh ầm ĩ, tựa hồ có người đang giao thủ. Điện hạ, hầu gia, bệ hạ mang theo chân long vệ xông vào. Ngay khi Lưu Phong quyết định kiểm tra tình hình thì Á Đương truyền âm đến báo cho biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chương 856, đối chọi gay gắt. Trong mắt Thái tử Phi hiện lên vẻ kinh hoàng e sợ bị bệ hạ bắt gian tại trận. Phong Nhi, ngươi đi nhanh lên. Thái tử Phi đẩy Lưu Phong ra mà vội vàng nói. Lưu Phong nhổm dậy khỏi người Thái tử Phi mỉm cười nói, ta không đi, để xem rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì. Vốn Lưu Phong biết nữ nhân như Thái tử Phi sẽ thích nam nhân mạnh mẽ nên cuối cùng để lộ vài bản lĩnh cho nàng chấn động một chút. Phong Nhi, ngươi nên đi thôi. Thái tử Phi lo lắng chuyện to ra vạn nhất không còn đường sống thì tất cả kế hoạch sẽ không có dịp thực thi nữa. Lưu Phong cười lạnh nhạt, không việc gì đâu, mọi thứ có ta. Ra đi, nam nhân ra đi. Điềm Nhi, ta biết ngươi đang cất giấu nam nhân ở trong cung. Âm thanh phẫn nộ của lão hoàng đế từ bên ngoài truyền vào. Thái tử Phi hơi biến sắc quát Á Đương mở đường, cho lão vào. Rất nhanh, lão hoàng đế nổi giận đùng đùng đã đến, mười mấy tên chân long vệ đằng đằng sát khí theo sau. Chỉ thấy lão vừa vào tẩm cung đã ra lệnh, vây kín. Vi thần khấu kiến bệ hạ. Lưu Phong từ đằng sau Thái tử Phi đi ra, tiến lên cung kính hành lễ với lão hoàng đế. Là khanh. Tại sao lại là khanh? Sau khi lão hoàng đế thấy Lưu Phong thì hơi kinh hãi, sắc mặt có chút xa sầm nên quát hỏi, Lưu ái khanh, sao khanh lại ở chỗ này? Khanh cũng biết, nơi này là Đông Cung, khanh là một ngoại thần làm sao có thể có mặt ở đây? Thái tử Phi cũng giả bộ hành lễ với lão hoàng đế rồi lập tức cười lạnh nói, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Ngài dẫn người vây Đông Cung của ta để làm gì? Trẫm nhận được tin tức, nói ngươi không tuân thủ nữ tắc. Tại Đông Cung giấu nam nhân nên trẫm đến xem. Lão hoàng đế cũng không thèm giữ mặt mũi cho Thái tử Phi mà nói thẳng ra ý đồ mình đến. Hành. Thái tử Phi nghe vậy thì hừ một tiếng, có vẻ không vui mà lạnh giọng hỏi, bệ hạ, ngài có được tin tức đó từ đâu? Bản thân ta phải biết một chút, rốt cuộc là ai phá hoại thanh danh của ta. Lưu Phong cũng nhân cơ hội nói rằng, bệ hạ, thần nghĩ người hiểu lầm. Vi thần đến Đông Cung thương nghị với điện hạ việc kiến thiết Tế Thiên Tháp. Đã được một lúc mà không hề thấy qua nam nhân khác tới chơi. Ngươi chẳng phải là nam nhân à? Lão hoàng đế tức giận không ngớt, từ tình huống hiện tại mà xét thì Lưu Phong chính là gian phu kia. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lúc trước lão đã nghe chính miệng Thái tử Phi con tiện nhân kia chứng thực, hôm nay cũng đã bắt quả tang. Ngươi xem ra tiện nhân kia mặt mũi sáng bừng, sắc mặt ửng đỏ, kẻ ngốc cũng biết bọn họ trước đó đã làm gì. Lão hoàng đế trong lòng tức giận a, thế nhưng Lưu Phong lại không phải người khác a, không nói việc hắn có thể là cháu của mình. Riêng chuyện hắn gánh vác trọng trách xây Tế Thiên Tháp đã đủ để lão hoàng đế không dám đơn giản hạ thủ hắn. Lưu Ái Khanh,
Khanh nói tới Đông Cung tìm Thái tử Phi thương nghị chuyện xây Tế Thiên Tháp là thực sao? Chuyện tới nước này nên lão hoàng đế cũng chỉ tìm cách xuống thang. Dù sao vẫn chưa đến mức phải hoàn toàn trở mặt. Cho dù mình cố vạch mặt, đánh bạc tất cả, thế nhưng vị di nương phía sau Lưu Phong không dễ chọc như vậy. Ngay cả hoàng đình đấu ti cũng có chút kiêng dè vị đại thần thông kia à, cẩu nam nữ. Vì đại nghiệp ta đành chịu đựng, tương lai ta sẽ trả lại gấp bội cho các ngươi. Bệ hạ, những gì vi thần nói đều là sự thật. Lưu Phong hỏi ngược lại, nếu không phải như vậy thì bệ hạ cho rằng vi thần đến đây tìm điện hạ vì chuyện gì? Lưu Phong nói những lời này có chút ý tứ khiêu khích. Thế nhưng lão hoàng đế cũng không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt xuống bụng. Lão hoàng đế ra sức ổn định tâm tình của mình để bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói, nếu đã là chuyện hiểu lầm thì chậm đi, các ngươi tiếp tục thương nghị, chờ một chút. Lưu Phong gọi lại bệ hạ, cung kính hỏi, bệ hạ, người có thể nói cho vi thần, rốt cuộc là ai tố cáo tin này với ngài, cố ý vu cáo sự trong sạch của vi thần và điện hạ. Lão hoàng đế theo bản năng quay đầu lại, nghĩ một chút rồi nói, là hoàng hậu. Không sai, lão hoàng đế sở dĩ nổi giận, đùng đùng xông tới, đích thật là do Trần hoàng hậu báo tin. Có điều nàng không nói rõ nam nhân là Lưu Phong. Bằng không lão hoàng đế cũng sẽ không vội tới đó để rồi bị mất mặt. Đừng chỉ nhìn lão là thiên tử, thế nhưng đối với Lưu Phong nhưng lại không có cách nào. Chí ít, trước khi Tế Thiên Tháp hoàn thành và nắm chắc cách đối phó với Thu Xương thì căn bản là lão không có khả năng làm gì được Lưu Phong. Hai người chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì kiểu quan hệ tế nhị thế này. Đa tạ bệ hạ báo cho biết. Lưu Phong mỉm cười tạ ơn. Lưu Ái Khanh, chiều nay Khanh tới Thượng Thư Phòng, trẫm muốn cùng Khanh nói chuyện đến lúc ra cửa, lão hoàng đế đột nhiên xoay người lại, căn dặn một câu. Lão muốn nói với Lưu Phong chuyện thân phận của hắn để lập quan hệ gần gũi hơn giữa hai người. Làm như vậy rất có lợi cho việc xây Tế Thiên Tháp. Bệ hạ yên tâm, vi thần chắc chắn diện thánh đúng giờ. Sau khi đợi lão hoàng đế đi xa, Thái tử Phi oán hận nói, con tiện nhân hoàng hậu kia thực sự là tức chết ta. Luôn luôn đối nghịch với ta, nỗi hận này ta nuốt không trôi, ta phải đi tìm nàng tính sổ. Điềm nhi, không cần sốt ruột, chuyện này để ta xử lý. Lưu Phong ôm lấy lưng nữ nhân, bàn tay xoa nắn vài cái trên eo bụng bằng phẳng cười nói, trước tiên xin nàng bớt giận, ta phải đi cung Phượng Nghi. Từ sau khi quan hệ với Trần Hoàng hậu thì vừa rồi hai người cũng hiếm khi gặp nhau. Lưu Phong đến lần này, thứ nhất là muốn nhắc nhở nàng, thứ hai là muốn thám thính một ít tin tức giá trị từ nàng. Phong Nhi, tiện nhân kia như ngọn đèn không dầu, ngươi nghìn vạn lần đừng tới chỗ nàng ta Trần Hoàng hậu thật dâm đãng. Thái tử Phi rõ ràng lo lắng cho tiểu nam nhân của mình mà đến thì bị con hồ ly tinh mê hoặc. Thương thay cho Thái tử Phi đến giờ còn không biết, hai người bọn họ đã sớm hành sự chuyện nam nữ với nhau rồi. Điềm nhi, nàng cứ yên tâm đi, có một đại mỹ nhân như nàng thì sao ta còn có thể bị mụ dâm đãng kia mê hoặc. Nàng hãy chờ tin tốt của ta. Nói xong, Lưu Phong lại sờ soạng mấy cái lên cặp mông nảy nở của nữ nhân rồi mới vội rời đi. Khi tới cung Phượng Nghi, Trần Hoàng hậu đã sớm chờ ở đó. Hiển nhiên, nàng đã nghĩ tới Lưu Phong sẽ đến cung Phượng Nghi tìm nàng. Quốc công gia, ngươi rốt cục đã tới. Trần Hoàng hậu tao nhã mê người bước tới, dịu dàng cười nói, ngươi không biết rằng. Nhân gia mỗi ngày nghĩ tới ngươi, hàng đêm nghĩ về ngươi. Nếu ngươi không đến thì ta muốn tới quý phủ để thấy ngươi. Thân thể mềm mại của Trần Hoàng hậu khẽ lay động uyển chuyển đi tới bên người Lưu Phong. Một đôi mắt to câu hồn long lanh liếc về phía hắn. Thân thiết nói, quốc công gia, mau mau mời ngồi, bản cung thực sự là rất vui mừng. Lưu Phong thản nhiên cười cười, y theo ý của Trần Hoàng hậu đến ngồi trên giường nhung gấm. Quốc công gia, ngươi định tới hỏi tội sao? Trần Hoàng hậu xua xua tay, ý bảo tả hữu lui ra. Còn mình ghé mông ngồi ở bên cạnh Lưu Phong. Rất, tự nhiên ôm lấy cánh tay phải của nam nhân, vừa cười thản nhiên, vẻ mặt tao nhã mà vô cùng thân thiết. Nhìn qua giống như thê tử của Lưu Phong. Nương nương, người cứ nói đi. Lưu Phong trầm giọng hỏi, cùng là nữ nhân, ta vẫn không hiểu vì sao người luôn luôn làm khó dễ Thái tử Phi điện hạ. Trần Hoàng hậu sắc mặt hơi buồn bã, trong mắt hiện lên một vẻ thống thiết nói yếu ớt, chẳng phải cũng vì ngươi sao? Ngươi đã làm gì với nhân gia cũng chẳng nhớ sao. Trái lại ba ngày hai buổi đều đến chỗ con tiện nhân Điềm Nhi kia khiến trong lòng ta thực khó chịu a. Ta cũng không mong muốn cao xa là ngươi chỉ có mình ta. Thế nhưng ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được.
Nếu sớm biết vậy thì lúc đó nhân gia sẽ không mang thân thể băng thanh ngọc khiết giao cho người. Ta kháo, băng thanh ngọc khiết, mụ nội nó chứ. Ngôn từ thuần khiết như vậy mà ngươi cũng dám dùng để nói về mình sao? Thực sự là trắng trợn bôi nhọ Từ Hảo a. Tuy nói như vậy, nhưng Lưu Phong cũng không định nói rõ ra. Nếu đã tới thì dù sao cũng phải tìm hiểu một ít tin tức giá trị đã. Lưu Phong cười sảng khoái đưa tay chộp khuôn ngực căng tròn của nữ nhân sờ nắn một chút. Cười nói, chẳng phải bây giờ ta đã tới sao? Trần Hoàng hậu khinh thường liếc Lưu Phong khẽ gắt, ngươi a, chỉ biết dỗ cho ta hài lòng. Tới đây, theo ta uống vài chén, cũng không uổng phí tâm tư của ta đối với ngươi. Lưu Phong buồn bực, có lúc nào ta định dỗ cho ngươi hài lòng đâu. Nhưng mụ dâm đãng này thật là bậc thầy tự khen mình a. Quốc công gia, lại đây, bản cung mời ngươi một ngụm. Nâng chén quỳnh tương mời mọc, Trần Hoàng hậu hớp một ngụm rượu nhỏ trông thật quyến rũ mê người. Lưu Phong cũng không cự tuyệt, hào hiệp nâng chén cười vang nói, nương nương, thỉnh. Nói xong, hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt đẹp sóng sánh chớp chớp cười nói, quốc công gia, nghe nói ngươi là người hoàng tộc chính thống. Nhưng đối với ngươi thì ta không biết rằng thân phận chân thật của ngươi rốt cuộc là ai. Nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng, Trần Hoàng hậu chủ động cầm tay nam nhân nâng lên đặt vào ngực mình. Lưu Phong hiểu ý, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cười nói, nương nương cũng biết sao. Theo ý của nàng thì thân phận chân thật của ta rốt cuộc là thế nào? Có người nói ngươi là Trịnh Vương Thế Tử, đáng tiếc ta cũng không tin, ta đã từng nghe trộm bệ hạ lẩm bẩm. Nếu như suy đoán của ta không sai thì rất có thể ngươi là nhi tử của Thái tử Điện Hạ Trần Hoàng hậu nói ra suy đoán của mình. Lưu Phong nao nao, mụ dâm đãng này nói cũng đúng 8/9/10. Xét tình hình hiện tại, xem ra lão hoàng đế dường như cũng biết thân phận chân thật của mình. Chỉ có điều vì sao lão lại yên lặng không đề cập tới. Nghĩ đến lời dặn của lão trước khi đi, Lưu Phong người lớn mật suy đoán, chân tướng e là ngày mai sẽ rõ thôi. Lưu Phong nhìn Trần Hoàng hậu, trầm giọng nói, nương nương, nếu như ta nói là không phải thì nàng có tin không? Trần, Hoàng hậu khẽ mỉm cười, dáng vẻ thoải mái mà nói rằng, tin, quốc công gia nói gì ta cũng tin. Kỳ thực, thân phận chân thật của ngươi với ta mà nói, cũng không phải là quan trọng. Điểm mấu chốt là trong lòng của ngươi có ta. Quốc công gia, kỳ thực ta đã cẩn thận suy nghĩ tới cái chết của thái tử năm đó. Khẳng định đó là một âm mưu lớn lao. Có đúng không? Quên đi, không nói việc này nữa. Dù sao ta cũng không có quan hệ gì. Trần Hoàng hậu đột nhiên cười nói, quốc công gia, ngày hôm nay ta muốn nói cho ngươi một chuyện trọng đại. Đương nhiên, ta phải xem trước một chút biểu hiện của ngươi. Nói đến đây, Trần Hoàng hậu đưa tay đến giữa hai đùi của nam nhân. Năng lực của ngươi cho dù về mặt nào so với nam nhân đều hùng hậu, ta thích ngươi như vậy. Trần Hoàng hậu trườn vào lòng Lưu Phong kiều mị nói, quốc công gia, ngươi biết không? Dục ma khí tức đối với ta là vô dụng, nhưng mà nó cũng rất tốt để thúc giục chuyện làm tình. Lưu Phong hơi kinh hãi, bàn tay đang vuốt ve nữ nhân lập tức dừng lại, quát lên, ngươi muốn nói gì? Có ý tứ gì? Trần Hoàng hậu ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân, hai tay tiếp tục xoa nắn tiểu bổng bổng của nam nhân đang không ngừng lớn lên, môi anh đào khẽ mấp máy như muốn được nếm thử sức sống của hùng thương. Lưu Phong rất ghét mụ dâm đãng này, lần đầu tiên cũng đã ghét rồi nhưng mà không đến mức khó chịu như lần này. Vì sao? Lưu Phong không nghĩ tới nữ nhân đã cùng mình giao đấu rồi lại còn có thể tiếp tục phát sinh quan hệ cùng nam nhân khác. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là nữ nhân này tựa hồ không hề đơn giản. Nàng biết dục ma khí tức nhưng lại nói nó không hề có tác dụng lên nàng. Lưu Phong đột nhiên phát hiện lúc trước tựa hồ hắn đã đánh giá thấp mụ dâm phụ này. Quốc công gia, có phải ngài giật mình? Trần Hoàng hậu cười cười thản nhiên, vẫn còn nhiều thứ làm ngươi giật mình. Quên đi, ta biết ngày hôm nay ngươi cũng không có tâm tư cùng ta làm chuyện kia. Ta cũng không ép buộc. Nói thật cho ngươi biết, bệ hạ đã bị ta hạ sinh tử kết. Sinh tử kết? Lưu Phong hơi kinh hãi, nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện. Nói đơn giản một chút, trong cơ thể của bệ hạ ta đã dùng máu huyết để yếm bùa. Đừng nhìn lão luôn luôn đề phòng hết mức, là vương giả của đế quốc thế nhưng bây giờ lão đã nằm trong khống chế của ta. Vận mệnh của hắn, thậm chí sinh mệnh cũng đã buộc chặt vào cùng một chỗ với ta. Nếu ta có một điểm sai lầm nho nhỏ thì lão cũng không sống được.
Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 857, thân phận đích thực Trần Hoàng Hậu. Nói tới đây, Trần Hoàng Hậu ôn nhu nói, quốc công gia, ta thừa nhận sau khi làm với ngươi thì ta vẫn phát sinh quan hệ cùng nam nhân khác. Thế nhưng ta lợi dụng Túc Vương chỉ để qua hắn đạt được long khí của hoàng tộc cuối cũng là vì giúp ngươi kìm chế bệ hạ. Ngươi cũng đừng có vô lương tâm a. Đúng rồi, Túc Vương đã bị xét nhà thì ngươi nên biết. Như vậy ta cũng vì ngươi mà loại trừ một đại phiền toái. Trần Hoàng Hậu nói như vậy cũng nửa giả nửa thật. Sở dĩ nàng lên giường với Túc Vương là để hấp thụ hoàn toàn long khí hoàng gia trong cơ thể hắn. Như thế mới có thể thành công hạ sinh tử kết lên người lão hoàng đế. Chẳng qua nàng làm như vậy, không phải vì Lưu Phong, mà là vì chính mình. Dã tâm của Trần Hoàng Hậu kỳ thực so với Thái tử Phi cũng không nhỏ. Chỉ là từ trước tới nay nàng vẫn ở thế yếu, bị người kiềm chế nên vẫn chưa có cơ hội. Dã tâm ở sâu trong lòng cũng không có dịp bộc lộ ra. Hiện giờ, từ khi nàng vào cung Phượng Nghi nắm giữ Phượng Ấn, từ từ thoát khỏi sự kiềm chế của chủ công nên dã tâm tự nhiên cũng dần xuất hiện. Thật ra lòng dạ của Trần Hoàng Hậu rất sâu sắc, có thể nói năng khép nép. Nhỏ nhẹ nhiều năm như vậy, đủ thấy tính nhẫn nại và nghị lực của nàng. Nàng và Thái tử Phi có cái nhìn như nhau, nam nhân là không đáng tin cậy. Cho nên đừng nhìn nàng tìm nhiều chỗ ẩn náu như thể đang tìm chỗ dựa vững chắc, kỳ thực nàng chỉ tin tưởng mình. Những chỗ dựa được gọi là vững chắc chẳng qua chỉ là mây khói, đơn thuần là một biểu hiện giả dối mà thôi. Đồng thời nàng cũng rõ ràng mình là gì, nàng tự hiểu là tay của mình còn ngắn. Cho dù là Yến Vương hay Lưu Phong, trong bọn họ ai làm hoàng đế thì nàng cũng không thể tiếp tục tin một bề. Hai nam nhân sở dĩ giao du với nàng, chẳng qua là cho rằng nàng còn có giới trị lợi dụng mà thôi. Điểm này nàng rất rõ ràng, cho nên nàng dày công bày ra sinh tử kết. Lão hoàng đế bây giờ tuy rằng là lẩm cẩm vô đạo, nhưng trước sau lão vẫn là hoàng đế của đế quốc, là chí cao vô thượng. Điểm này cũng không thể nghi ngờ được. So ra trong ba nam nhân quyền thế nhất của đế quốc thì lão là người mà nàng dễ dàng đối phó nhất. Đồng thời nàng biết lão hoàng đế sớm muộn sau khi chán nàng thì cũng biến nàng thành đối tượng thải bổ của mình. Vì thế nên nàng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng đó là phản bội lão hoàng đế nhưng lại đảm bảo lợi ích của nàng. Chí ít khi lão hoàng đế còn tại vị thì cuộc sống của Trần Hoàng Hậu vẫn có thể vô tư. Nói đơn giản một chút, bây giờ Trần Hoàng Hậu thực ra vô cùng hy vọng nghi thức cầu phúc tại Tế Thiên Tháp của lão hoàng đế có thể thành công. Nói như vậy cuộc đời quyền quý của nàng được bảo đảm vĩnh cửu. Nói về xuất xứ của sinh tử kết thì Trần Hoàng Hậu còn phải cảm tạ một bạn hữu chí cốt trong huyết ti. Có điều bạn hữu đó đã bị nàng tự tay tiễn xuống suối vàng. Người chết mới có thể giữ được bí mật. Nương nương hình như có vẻ rất chân thành. Lưu Phong cười lạnh nói, lẽ nào nàng không sợ ta giết nàng? Ngươi sẽ không làm. Trần Hoàng Hậu cười nói, sở dĩ ta dám nói cho ngươi biết bí mật này là bởi vì ta biết, ngươi sẽ không để cho bệ hạ chết. Chí ít là, vào lúc này thì cho tới giờ ngươi đều bảo vệ bệ hạ. Nếu như không có sự bảo vệ của ngươi thì ta nghĩ bệ hạ cũng đã chết vài lần rồi. Quốc công gia, tất cả mọi người đều là người thông minh. Ngươi biết mục đích của ta khi cho ngươi biết bí mật này không? Trần Hoàng Hậu áp sát người vào, lắc lư thân hình như rắn nước mà phô trương vẻ lẳng lơ. Nàng muốn ta bảo hộ mình. Lưu Phong khẽ nhíu mày. Không sai, đúng là như thế. Trần Hoàng Hậu bước tới phía sau Lưu Phong, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn dùng chính bộ ngực sữa tỉ vào sau lưng nam nhân cười đùa, người muốn ta chết thì nhiều lắm. Nói như vậy địch nhân của nàng hẳn là rất mạnh mẽ rồi. Bằng không sao ngay cả sự bảo vệ của bệ hạ cũng không làm nàng yên tâm. Lưu Phong âm thầm bội phục nữ nhân này. Dám sắp xếp tài tình khiến cho mình và lão hoàng đế đều phải bảo vệ chặt chẽ an toàn cho nàng. Quốc công gia, ta vẫn coi ngươi là người một nhà nên nói thật với ngài, người muốn giết ta đã từng là chủ công của ta. Hắn biết ta đã thoát ly sự khống chế của hắn cho nên luôn luôn tìm cơ hội giết ta. Thế lực của hắn rất lớn, dã tâm cũng rất lớn, nếu chỉ riêng bệ hạ bảo hộ thì ta thực sự còn lo lắng. Lưu Phong gật đầu, xoay người, trầm giọng cười nói, không sai. Kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ, hơn nữa sự lựa chọn của nàng cũng rất đúng chỗ. Ta đáp ứng nàng, từ giờ trở đi sẽ bảo vệ nàng. Tốt. Trần Hoàng Hậu cười hắc hắc, có cam đoan của ngươi thì từ nay ta có thể vô tư. Ngừng một chút, Trần Hoàng Hậu lại cười nói, quốc công gia, ta
ta mong muốn ngươi có thể tha thứ cho ta đã không giữ gìn. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ chỉ để tự bảo vệ mình. Ta mong muốn từ giờ trở đi ta vẫn là nữ nhân của ngươi. Ta kháo, ngươi nghĩ rằng ta chịu thu nhận đàn bà dâm đãng sao? Lưu Phong cũng không có hứng thú lên giường với nữ nhân lăng loàn như vậy. Đừng xem trong nữ nhân của Lưu Phong có rất nhiều người đã là đàn bà, nhưng người ta đều giữ đạo nữ nhân. Còn mụ dâm đãng này hắn từng đồng ý chỉ để cắm sừng cho hoàng đế thôi. Lưu Phong cũng không trả lời Trần Hoàng hậu mà chỉ hỏi, nương nương, ta muốn biết làm sao nàng lại biết dục ma khí tức, mà làm sao nàng không bị ảnh hưởng của nó. Máu độc, Trần Hoàng hậu mỉm cười đột nhiên hé miệng để lộ ra hai cái nanh, cười nói, ta nghĩ ngươi không xa lạ gì với huyết ti của Huyền Hoàng môn. Nói đúng ra ta thuộc huyết tộc, bên trong cơ thể của ta có máu độc. Vì vậy khí tức dục vọng tác động trong máu thì máu độc của ta lại có thể hóa giải được nó. Mụ nội nó chứ, lão tử lại lên giường ăn nằm với hấp huyết quỷ. Lưu Phong quá phiền muộn, nhìn thoáng qua Trần Hoàng hậu mà nói, trước đây đích thực là ta đánh giá thấp nàng, không nghĩ tới nàng lại là huyết tộc. Rốt cuộc làm sao nàng lại che giấu được khí tức huyết tộc? Lưu Phong rất kỳ quái, lẽ ra khí tức huyết tộc không thể nào bị che giấu. Chí ít, với tu vi của hắn thì không thể nào nhìn nhầm được. Đó là ngươi không hiểu rõ nguyên cớ của huyết tộc. Trần Hoàng hậu mỉm cười, thu hồi lại răng nanh, giải thích, trước khi trở thành người huyết tộc, ta là thân thuần âm. Lúc mới vào tộc thì trong máu ta sinh sôi máu độc, nhưng lại không hoàn toàn biến thành huyết tộc. Mãi đến 3 năm trước đây ta mới phát giác được. Khi đó, ta rất sợ. Ta sợ chính toàn thân đều rậm rạp lông xanh, sợ chính biến thành người quái dị. Thế nhưng về sau ta mới hiểu về nỗi lo của mình. Bởi vì ta là thân thuần âm, cho nên máu trong cơ thể luôn duy trì một phần máu người bình thường. Sau này trải qua việc không ngừng tìm kiếm mà rốt cục ta đã điều chỉnh được thân thể mình. Ta có thể tùy ý chuyển hóa huyết tộc với máu người bình thường. Trong lúc ta giữ hình thái của người thì trên thân thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút khí tức huyết tộc. Vì sao lại nói cho ta biết những điều này? Lưu Phong lặng lẽ hỏi. Đừng có vội, ta còn phải nói ra suy nghĩ của mình. Trần Hoàng hậu đắc ý nói, hôm nay ta đã thành nữ hoàng của đế quốc huyết tộc. Ta kháo, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi còn muốn làm nữ hoàng của nhân loại sao? Thái tử Phi a Thái tử Phi, nàng lại có thêm một tỷ muội điên. Trần Hoàng hậu dường như nhìn thấu tâm tư Lưu Phong, thản nhiên cười cười, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm ý tứ của ta không có hứng làm nữ hoàng. Nếu như có thể thì ta tình nguyện làm hoàng hậu của ngươi. Nữ nhân vô sỉ, ngươi nghĩ sai rồi. Tương lai nếu ta thật sự đăng cơ làm hoàng đế thì vị trí hoàng hậu cũng không tới phiên ngươi ha. Bên người lão tử mỹ nữ nhiều như vậy, tùy tiện chọn ra một người so ra đều hơn ngươi nhiều. Nói đến chọn người làm hoàng hậu, kỳ thật Lưu Phong đã sớm có quyết định. Ngoài Đình Nhi không ai có thể hơn. Hai kiếp đều yêu nhau không phải là chuyện đùa. Đương nhiên bây giờ nghĩ đến vấn đề này, tựa hồ có chút sớm. Ý của nương nương là Lưu Phong cũng không định nói chuyện để nàng làm hoàng hậu. Với nữ nhân vô sỉ như vậy thì không cần nói. Thật kinh tởm. Hơn nữa nàng còn là một kẻ hút máu. Nghĩ tới đây mà Lưu Phong đích thực muốn lộn mửa. Trần Hoàng hậu thấy Lưu Phong không muốn nói về việc của mình để thì hơi giận dữ nói, quốc công gia, tựa hồ không xem trọng đối với ta à. Kỳ thực ý tứ của ta rất đơn giản, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi. Sinh mệnh của lão hoàng đế nằm trong tay ta. Ta để hắn sống thì hắn được sống, muốn cho hắn chết thì hắn phải chết. Ta có thể gây áp lực khiến lão hoàng đế phải tốt với ngươi. Dù sao ngươi cũng có tư cách ngồi lên ghế đó. Nếu như ngươi thực sự là thái tôn thì ghế đó vốn là của ngươi. Thế nào? Chỉ cần ngươi nói một câu nói, ngôi vị hoàng đế sẽ dễ như trở bàn tay. Mụ nội nó chứ, hung vô đại não. Ngươi cho là sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Lưu Phong cũng không cho rằng kế hoạch của Trần Hoàng hậu có thể làm được. Trước hết không nói lão hoàng đế coi quyền thế như tính mạng để còn có thể nói về chuyện này. Cho dù điều này là sự thực thì cũng như vậy. Thế cục của đế quốc vẫn là quần hùng tranh nhau. Yến Vương đang nhìn chằm chằm như lang sói tuyệt sẽ không vì có tân hoàng đế mà từ bỏ dã tâm của mình. Hơn nữa, làm hoàng đế cũng không phải mục đích trực tiếp của Lưu Phong. Ngoài ra, Lưu Phong biết Trần Hoàng hậu tất nhiên cũng sẽ bắt hắn phải trả giá tương ứng. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Quốc công, ngươi còn do dự gì? Tất cả đều ở do ý niệm trong lòng của ngươi. Trần Hoàng hậu kiều mị cười nói.
Chỉ cần ngươi đồng ý để ta hạ sinh tử kết trong cơ thể ngươi thì khi xong việc ta lập tức đi thương lượng với lão hoàng đế. Nếu lão muốn sống, nhất định phải đáp ứng ta. Ta kháo, mẹ nó chứ. Ta đâm đầu xuống nước sao mà để cho ngươi hạ sinh tử kết? Ta đâu có ngu à. Quốc công, xin đừng nóng giận, hãy nghe ta nói đã. Trần Hoàng hậu tựa hồ ý thức được điều gì, vội vàng giải thích, quốc công, là như vậy. Ta hạ loại sinh tử kết trong cơ thể ngươi khác với loại trong người lão hoàng đế. Ta dự định trong cơ thể hạ loại đồng tâm sinh tử kết. Không có phân chia chủ tớ mà là cộng đồng sinh tử, vinh nhục. Nếu ngươi chết hay bị thương thì ta cũng sẽ phải chịu như vậy. Vì thế nên không tồn tại tình huống ta ước chế ngươi. Lúc trước Trần Hoàng hậu đã từng nghĩ tới yểm bùa khi đang cùng Lưu Phong giao hoan. Thế nhưng sau khi âm thầm thử mới phát hiện không làm được. Cho nên giờ nàng phải nói thẳng ra hy vọng hắn tự nguyện để cho nàng thi triển yểm bùa. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, nàng nghĩ rằng ta có đáp ứng không? Nàng suy nghĩ vấn đề rất đơn giản. Trần Hoàng hậu vốn cũng không trông cậy vào việc Lưu Phong có thể đồng ý ngay nên nói rất nghiêm túc, quốc công, ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Ngươi có thể trở về hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thực chuyện này, đối với ngươi trăm điều lợi mà không có hại. Mỹ nhân, Giang Sơn đến với ngươi dễ như trở bàn tay à. Nào có khác gì một Giang Sơn vứt đi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, nương nương, thật cao hứng khi người có thể nói cho ta biết nhiều như vậy về bí mật của mình. Người yên tâm, bất kể là vì nàng hay vì bệ hạ, từ lúc này ta sẽ phái cao thủ âm thầm bảo vệ an nguy cho nàng. Về chuyện nàng vừa mới nói thì ta sẽ không suy nghĩ. Sự tình không đơn giản như nàng nghĩ, hơn nữa ta cũng không có hứng thú với đồng tâm sinh tử kết. Ta không mong muốn ràng buộc với người khác. Nếu như có thể nói thì bản thân ta rất muốn biết nàng làm thế nào mà biết dục ma khí tức. Trần Hoàng hậu lạnh nhạt nói, xin lỗi, tạm thời ta không có ý định nói cho ngươi biết. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nương nương cũng nên nghỉ sớm một chút. Lưu Phong xoay người định đi. Ngươi không nói thì lão tử cùng không có hứng thú biết. Cho dù có biết thân phận đích thực của Trần Hoàng hậu thì Lưu Phong cũng không có hứng thú với thân thể nàng rồi. Lúc ra cửa, hắn vẫn nghe được lời căn dặn của Trần Hoàng hậu, quốc công gia, ngươi trở lại hảo hảo ngẫm lại lời của ta. Ta đợi quyết định của ngươi. Hãy tin ta, tin sự trợ giúp của ta. So với các nữ nhân bên cạnh ngươi, ta sẽ là người giúp đỡ tốt nhất. Nếu tin tưởng ngươi thì ta là kẻ ngu. Lưu Phong nhỏ giọng thì thầm một tiếng, phi thân thâm nhập Đông Cung. Thái tử Phi đang lo lắng chờ tin của hắn. Nàng thật sự lo lắng Lưu Phong và Trần Hoàng hậu cũng làm việc gì đó. Phong Nhi, ngươi đã đến rồi. Thế nào, có giáo huấn được mụ dâm đãng không? Mắt thấy Lưu Phong quay lại, Thái tử Phi ân cần tiến lên hỏi, thừa cơ nhào vào lòng nam nhân. Lưu Phong ôm lấy lưng thon thả của nữ nhân mỉm cười mà nói, yên tâm, ta đã cảnh cáo hậu đừng gây khó dễ cho nàng. Tin tưởng sau đó hậu sẽ không gây phiền phức cho nàng. Được rồi, nàng cũng không nên có ý định trêu chọc hậu. Không cần lãng phí công sức vì một nữ nhân như vậy, không đáng. Lưu Phong cũng không có đem chuyện nói cho Thái tử Phi vì nàng đang mong chờ lão hoàng đế chết. Nếu để cho nàng biết thì bất tử chiến sĩ chẳng phải sẽ liền phá hủy cung Phượng Nghi hay sao? Chương 858, Tĩnh Vương mật thất. Ân, tất cả ta đều nghe theo ngươi. Thái tử Phi giống như một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng nam nhân, vẻ mặt thực hạnh phúc. Nếu thời gian mãi thế này thì hẳn là tốt. Thái tử Phi khe khẽ thở dài. Tốt cái rắm. Ta cũng không thể vì một cây mà bỏ rừng. Nhẹ nhàng vỗ một cái vào lưng Thái tử Phi, Lưu Phong cười nói, Điềm Nhi, ta phải đi để tránh bị người ta nói xấu. Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm nàng. Phong Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thường đến thăm ta à. Thái tử Phi dường như có chút không nỡ nên ôm thật chặt Lưu Phong như thể muốn hòa tan với hắn. Ha ha, nàng yên tâm, ta sẽ nhớ tới nàng, Lưu Phong thản nhiên nói. Thái tử Phi giống như một thiếu nữ đang yêu cuồng nhiệt cười cười hài lòng, gương mặt ửng hồng kiễng đầu ngón chân hôn lên trán Lưu Phong. Nhìn theo bóng Lưu Phong rời đi, Thái tử Phi cau mày thở dài rồi nói, xem ra chinh phục hắn không phải là chuyện dễ dàng. Hắn chẳng quyến luyến gì thân thể của ta. Một lúc lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại. Khép hờ đôi mắt ngồi ngẩn ngơ trên giường nhung gấm tự thì thào, nếu như ngươi thật tâm đối với ta thì mặc dù bị ngươi chinh phục, ta cũng bằng lòng. Trong lúc bên nhau, Thái tử Phi phát hiện Lưu Phong khác hẳn những nam nhân trước đây từng tiếp xúc với mình. Hay là thực sự ứng với câu nói kia,
nữ nhân đang yêu thì chỉ số thông minh đều rất thấp. Sáng sớm hôm sau, tại cửa sau của thiên thượng nhân gian có một người chở rau tới, hắn chọn lấy một gánh rau xanh rồi nhẹ nhàng mà gõ lên cánh cửa. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy gương mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh, một hắc ám võ sĩ ra mở cửa sau để hắn đi vào. Bịch, người bán rau mang một gánh rau xanh vào đến trong bếp thì đột nhiên ngã lăn trên đất. Lập tức các võ sĩ hắc ám canh gác gần đó vây lại rồi đem chuyện này nói cho Khuynh Quốc nữ chúa. Sau khi Khuynh Quốc nghe được vội vàng sai người mang kẻ đó đến mật thất. Cùng lúc đó sai khiến nữ nhân hoa tìm một người có thân hình tương tự nhân viên tình báo kia rồi hóa trang để giống nhau như đúc rồi cho cầm một gánh không đi ra khỏi cửa sau. Trong mật thất, hán tử kia móc ra một tờ giấy từ trong ngực. Khó khăn lắm mới đưa được cho Khuynh Quốc rồi lập tức khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, Lý Hương Quân cũng đã chạy tới. Sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng người nọ, nàng đưa ra kết luận tâm mạch hắn đã bị chấn thương, may mà hắn vẫn còn có thể cố đưa tin tình báo đến. Khuynh Quốc, sư tôn thật đúng là bội phục con a. À, đệ tử của con thế này là trò giỏi hơn thầy, thực đáng làm gương tốt. Sư tôn, đừng vội khen con, phỏng chừng tình thế rất nghiêm trọng. Khuynh Quốc cũng không xa lạ người bán rau này. Nếu như nàng không nhớ lầm thì trước đây một thời gian hắn được phái đến soái phủ Tĩnh Vương ra dò hỏi quân tình. Hôm nay chưa cho đòi đã tự ý trở về, nhưng lại bị người ta đả thương kinh mạch. Hiển nhiên là có chuyện đại sự. Sư tôn, chúng ta cùng đi tìm tướng công. Khuynh Quốc cũng không nhìn tờ giấy, mà là cẩn thận giữ chắc trong tay. Tìm được Lưu Phong đúng lúc hắn vừa rửa mặt xong đang cùng Khuynh Thành, Linh Nhi cãi nhau. Tướng công, ta và sư tôn có chuyện thương lượng với chàng. Khuynh Quốc đi tới khẽ nói. Lưu Phong thấy vẻ mặt Khuynh Quốc nghiêm trang liền không dám chậm trễ, vội vàng nói, đi vào phòng ta. Sư tôn, lão tỷ, có phải sáng sớm các người lại cùng thưởng ngoạn 3P sao? Không được, ta cũng muốn vào. Nếu không được làm thì để học tập cũng tốt. Khuynh Thành kéo tay Lưu Phong lại. Ba ba, con cũng muốn đi. Tiểu Linh Nhi cũng không biết 3P là có ý gì, chỉ là thấy Khuynh Thành tỉ tỉ nói thế thì cho là hay nên nhóc cũng túm lấy tay khác của Lưu Phong. Tỷ phu, người ta vẫn là xử nữ, huynh cũng không được dùng sức mạnh a. Muội vào chỉ để quan sát thôi. Khuynh Thành tựa hồ còn chưa phát hiện gương mặt Lưu Phong đã bắt đầu tái đi nên vẫn cố nói. Tỷ phu, nếu không giữ được Linh Nhi thì cũng để cho vào đi thôi. Dù sao thì nhóc còn nhỏ, có xem cũng không hiểu là chuyện gì. Coi như là giáo dục giới tính sớm mà thôi. Khuynh Thành càng nói càng quá đáng. Tiểu hài tử xấu xa, muội mau câm miệng cho ta. Lưu Phong một tay che miệng Khuynh Thành rồi tức giận nói, nếu muội lại nói bậy, cẩn thận ta cắt lưỡi của muội. Tiểu Linh Nhi là hài tử thuần khiết cỡ nào đều bị muội dạy hư rồi. Lý Hương Quân và Khuynh Quốc cũng hơi mỉm cười, Khuynh Thành bây giờ càng ngày càng giống một hài tử nghịch ngợm. Đó là kết quả mà các nàng đang muốn thấy. Được rồi tướng công, Khuynh Thành tuy thế nhưng vô tâm. Quan hệ hai tỷ muội hiện nay đã tốt hơn nên tỷ tỷ đương nhiên phải vì muội muội mà ra mặt. Lưu Phong bỏ tay đang bịt miệng Khuynh Thành rồi cảnh cáo, sau này lúc Linh Nhi có ở đây thì muội phải ăn nói cẩn thận. Được rồi, muội đã biết. Khuynh Thành thè lưỡi thật dễ thương cười hì hì hỏi, có cho muội vào không? Ba ba, cái gì là ba p? Trí nhớ của Tiểu Linh Nhi dường như cũng không tệ. Tỷ phu, nếu huynh không cho muội vào thì muội sẽ giải thích cho Linh Nhi. Vẻ mặt Khuynh Thành cười cợt đầy gian tà, rõ ràng là muốn uy hiếp. Không cần phải giấu con, thôi vào đi. Lý Hương Quân mỉm cười, kéo tay Khuynh Thành, kéo tay Linh Nhi, dẫn vào phòng Lưu Phong. Lưu Phong giật mình một chút, thầm nghĩ xem ra không phải 3PA. Đóng cửa phòng xong, Khuynh Quốc lấy tờ giấy đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong nhận tờ giấy, nhìn kỹ nội dung trên đó cau mày lại mà lâm vào trầm tư. Ngón tay hắn liên tục gõ trên mặt bàn, vẻ mặt xa sầm rất nhiều. Tỷ phu, rốt cuộc là chuyện gì à? Sao muội thấy thần người ra như vậy? Khuynh Thành tựa hồ cũng thấy vẻ khác thường của Lưu Phong nên thò tay giằng tờ giấy. Trong bàn tay Lưu Phong bỗng nhiên bốc lên tử vi linh hỏa đốt tờ giấy cháy hết. Không đợi Khuynh Thành cáu giận, Lưu Phong đã bắt đầu giải thích, trên tờ giấy nói, Tĩnh Vương gia có chuyện. Ánh mắt chuyển hướng Khuynh Quốc, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, người đưa tin có đáng tin không? Vô cùng đáng tin, Khuynh Quốc trả lời rất nghiêm túc. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt càng tỏ ra nghiêm trọng thở dài rồi nói, nguyên lai Tĩnh Vương gia cũng không thể coi thường. Thiếu chút nữa thì chúng ta đã bị lão lừa.
Ngươi nói là Tĩnh Vương gia cũng có ý tranh hùng? Lý Hương Quân nhẹ giọng hỏi. Lưu Phong gật đầu, nói, trên tình báo nói rõ như vậy. Khuynh Quốc nối tiếp mấu chốt vấn đề, nhân viên tình báo không có vấn đề, cơ bản có thể khẳng định tin tình báo là thật. Nhưng mà để chắc chắn ta sẽ tiến thêm một bước để kiểm tra đối chiếu sự thật. Lý Hương Quân nhắc nhở, Khuynh Quốc, cẩn thận một chút, nhân viên tình báo có thể đã bị người của Tĩnh Vương phát giác. Bằng không cũng sẽ không trọng thương mà về. Dạ, con biết. Kinh Đô. Soái phủ Tĩnh Vương ra ở bên ngoài hoàng thành canh gác nghiêm ngặt. 5 bước 1 tốp. 10 bước 1 trạm canh gác, khắp nơi đều là vệ sĩ mặc chiến giáp. Người ra vào soái phủ đều phải đưa ra giấy chứng nhận có đóng dấu ấn duy nhất để có thể xác nhận thân phận. Lúc này Tĩnh Vương ra đứng trong mật thất. Hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, mặt mày xám xịt nói lạnh tanh, nhất định phải điều tra ra gian tế kia do ai phái đến. Hoàng thành binh mã ti nguyên soái Lý Hàn đang ngồi nghĩ ngợi bên cạnh vừa nắm chặt tay ghế vừa vuốt râu dài trầm ngâm nói, chuyện này, ta xem ra Bạch Thọ Hiền đệ phải bỏ nhiều công sức hơn mới được a. Ngươi xuất thân làm tình báo, hơn nữa trong tay nắm đại quyền của Cẩm Y vệ. Chuyện này toàn bộ nhờ vào ngươi, nhất định phải truy ra thân phận gian tế. Bằng không việc của chúng ta sợ là đã bị người phát hiện. Nguyên soái yên tâm, ta đã thu xếp giao cho thuộc hạ Bạch Thọ cũng ngồi ngay. Ngắn ghế bành khác, vẻ mặt đầy tự tin tựa hồ không hề lo lắng. Chư vị, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tên gian tế đã trúng một chưởng của ta, sợ là tâm mạch bị đả thương nên sống không được bao lâu, nói không chừng lúc này hắn đã chết. Tĩnh Vương gia trấn an, chỉ hy vọng như thế. Lý Hàn lo lắng nói, Vương gia, người nói kẻ đó có thể là thuộc hạ của Lưu Phong không? Nếu như là hắn, vấn đề có thể phiền toái. Bạch Thọ nói tiếp, đúng vậy, thuộc hạ trong tổ chức tình báo của Lưu Phong đã hơn Cẩm Y vệ chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa, bây giờ trong Cẩm Y vệ còn có uy tín rất lớn. Vạn nhất tên gian tế là do hắn phái, nếu để Cẩm Y vệ điều tra chuyện này, chẳng phải là ngay cả ta cũng sẽ bại lộ. Lưu Phong người này xác thực lợi hại a. Lý Hàn cảm khái nói, nhạc phụ Vương Đức Vọng của hắn tuy rằng là phó soái của ta. Thế nhưng 2 năm nay dưới sự điều hành của hắn mà địa vị và uy tín của Vương Đức Vọng trong Hoàng Thành binh mã ti cũng sắp kịp ta. Ta phỏng chừng, hiện nay các ti, các ban của Hoàng Thành binh mã ti chí ít đã có hơn phân nửa nằm trong tay hắn. Lời này vừa nói ra, Tĩnh Vương gia lập tức nhăn mày trầm giọng nói, các ngươi đừng có sợ, ta xem ra gian tế này chưa chắc đã do Lưu Phong phái tới. Hắn không có lý do gì phái người giám thị ta. Tĩnh Vương gia phân tích, ta từng nhiều lần đối tốt với hắn. Hơn nữa mấy lần biểu thị sẽ ủng hộ hắn, chưa bao giờ có chút xíu mâu thuẫn với hắn. Hắn không có lý do gì hoài nghi ta. Nghìn vạn lần đừng tự làm rối loạn trận tuyến. Mới gần đây thôi, quan hệ của chúng ta và Lưu Phong vẫn không có biến động. Bề ngoài ta vẫn là người ủng hộ Lưu Phong. Trừ phi thời cơ đã tới, đại sự đã thành, bằng không kế hoạch của chúng ta nghìn vạn lần không thể bị lộ. Tối thiểu, khi ta không có nửa còn lại của hổ phù điều động tứ đại quân đoàn thì chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều như cũ. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói, ngừng một chút, lão nói với Bạch Thọ, theo như ngươi xét thì có thể lôi kéo được Phùng Nguyệt không? Nếu như có hắn gia nhập vào chúng ta thì ảnh hưởng của Lưu Phong tại Cẩm Y vệ hoàn toàn có thể không đáng kể. Bạch Thọ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, Vương gia, Phùng Nguyệt luôn luôn làm theo Lưu Phong. Muốn khuyên bảo lão gia nhập vào chúng ta thì sợ là rất khó. Nếu đã như vậy thì quên đi, đợi lúc thích hợp thời gian giải quyết lão cũng được. Tĩnh Vương gia dặn dò. Lý Hàn, trong kế hoạch của chúng ta, Hoàng Thành binh mã ti thực ra là khâu quan trọng. Từ hôm nay trở đi ngươi không thể cứ lặng lẽ như vậy, nhất định phải tranh quyền với Vương Đức Vọng giành lại địa vị đã mất. Tới lúc thích hợp ta sẽ dâng tấu trình lên bệ hạ đổi chỗ của Vương Đức Vọng. Vương gia yên tâm. Vương Đức Vọng mặc dù trong quân đã tạo một ít uy tín, thế nhưng Hoàng Thành binh mã ti dù sao cũng do ta khéo tay cai trị. Muốn cùng ta đấu, thì hắn còn kém xa. Lý Hàn nói tràn đầy tự tin. Trương Công Công, ta mong muốn ngươi chọn lúc thích hợp đem chuyện xấu xa của Lưu Phong và Ân Quý Phi nói ra, tốt nhất là có thể truyền khắp toàn bộ đế quốc. Bản thân ta muốn xem, bệ hạ đến lúc đó sẽ làm gì. Tĩnh Vương ra đưa mắt chuyển hướng về phía thái giám đang ngồi ngay ngắn trong góc. Mà vị thái giám này cũng là người ngày trước Ân Quý Phi tín nhiệm nhất. Thật có thể nói là nhìn người chỉ thấy mặt mà không biết lòng a. Vương gia yên tâm, chuyện Ân Quý Phi và Lưu Phong hơn phân nửa đều là ta tự tay sắp xếp.
Hơn nữa ta có đầy đủ căn cứ chính xác chứng minh Ân Quý Phi hiện nay vẫn sống, không phải là đã chết như hoàng gia công bố, giọng nói the thé quẩn quanh vang dội trong mật thất. Ha ha, tốt! Tĩnh Vương ra vỗ tay cười nói, ta xem bệ hạ xử lý trước mặt mọi người như thế nào, xem lão còn có thể nhẫn tới khi nào. Vương gia, nếu Lưu Phong là thái tôn đích thực, bệ hạ vị tất sẽ động tới hắn. Hơn nữa hắn hiện nay vẫn còn mang trọng trách, ta xem một chiêu này chưa đủ dung chuyển căn cơ của Lưu Phong. Đưa ra dị nghị chính là cẩm y vệ phó đô chỉ huy sứ Bạch Thọ. Đừng lo, chúng ta biết hắn là thái tôn đích thực, thế nhưng bệ hạ không biết a. Tĩnh Vương ra cười nói, Lưu Phong tựa hồ đang ra sức che giấu thân phận. Bệ hạ hiện nay căn bản là không thể nào biết được. Nói thì như vậy, thế nhưng trước sau thì Lưu Phong vẫn là đại họa trong gan ruột. Vương gia, chúng ta sao không giết hắn cho xong hết mọi chuyện? Người nói chính là Lý Hàn. Giết Lưu Phong. Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ tới sao? Thật sự là quá khó khăn. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói, theo ta được biết, lúc trước Thái tử Phi và Yến Vương không ít lần phái người ám sát Lưu Phong, nhưng mà chưa có thành công được một lần. Quá mạo hiểm. Hiện nay, ta qua tu duyên thiên sư đạt được tín nhiệm của hắn, không cần phải đi mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 859, ông cháu nhận nhau ra tôn tương nhận. Lý Hàn nói, vương gia, chúng ta chưa thử qua thì làm sao lại biết là không được. Vương gia, không bằng chúng ta thử một lần xem sao, nếu giả sử giết được hắn, không phải là bớt đi nhiều phiền toái sao. Bạch Thọ cũng đề nghị ám sát Lưu Phong. Không được, Lưu Phong không thể giết. Ta đang muốn xem hắn đấu với Yến Vương như thế nào. Tĩnh Vương ra cười nói, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Vương gia, dù sao Lưu Phong đằng nào cũng không giết được, không bằng chúng ta mang chuyện này giao phó cho Yến Vương được không? Như vậy chẳng phải càng tăng thêm mâu thuẫn giữa bọn họ sao? Giọng the thé của Trương Công Công lại nổi lên hưởng ứng. Tĩnh Vương gia có chút suy nghĩ, ân, biện pháp này thật ra không tồi. Nếu như thế cục ở kinh đô vì hai người này mà trở nên loạn lạc một chút, ta nghĩ rằng bệ hạ cũng sẽ rất thích thú nhìn cảnh hai con hổ cắn nhau a. Đến lúc đó, chỉ cần ta hoàn toàn nắm giữ tứ đại quân đoàn, hết thảy sẽ không cần lo lắng gì nữa. Lý Hàn tinh thần đại chấn, nhảy dựng lên, hảo, tam vệ quân đoàn này của Yến Vương quả thật rất bá đạo, chúng ta phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Bạch Thọ lạnh lùng cười, trầm giọng nói, cẩm y vệ đã đầu phục Yến Vương, không bằng chúng ta nhân cơ hội này làm một số chuyện để xem Lưu Phong giải quyết phiền toái này ra sao. Tĩnh Vương ra cười to, trầm giọng nói, tốt, tốt lắm. Bạch Thọ, chuyện cẩm y vệ ta giao cho ngươi an bài. Tuy nhiên việc này quả thực trọng đại nên ngươi phải có kế hoạch cẩn thận, tuyệt đối không được có nửa điểm sơ sót. Hắn nghe những lời này, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm hết sức, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ sót. Ha ha, Tĩnh Vương gia cười to, chư vị, hảo hảo. Tương lai nếu thành đại sự, khẳng định các ngươi đều là những công thần. Bổn vương nhất định sẽ không quên công lao các ngươi. Từ ngày cùng Lưu Phong thổ lộ nỗi lòng, tâm trạng của Mộ Dung phu nhân ngày càng mâu thuẫn. Nàng bắt đầu cố tình tách rời khỏi Lưu Phong, tận lực hạn chế cơ hội một mình tiếp xúc với Lưu Phong. Nhưng mà mỗi lần vụt mất những dịp như vậy, trong lòng nàng tựa như có điểm gì mất mát. Thậm chí, trong ba đêm liền, Lưu Phong luôn xuất hiện trong xuân mộng của nàng. Lưu Phong lại cứ như vô tình hay cố ý, luôn hấp dẫn Mộ Dung phu nhân, muốn nàng vứt bỏ lo lắng đang chất chứa trong lòng. Hơn nữa, Mộ Dung Uyển Nhi quả thực đang nỗ lực kết hợp hắn với mẫu thân của mình. Hai người thậm chí còn cố ý diễn trò yêu thương trước mặt Mộ Dung phu nhân. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng con gái mình cũng Lưu Phong hoan ái, Mộ Dung phu nhân đều không tránh khỏi chống ngực đập dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng lên. Mấy ngày nay việc xây dựng Tế Thiên Tháp đã dần dần ổn định. Lưu Phong ngoại trừ nửa ngày đi đôn đốc giám sát, chuyện còn lại hắn đều giao cho Tu Duyên ứng phó, còn mình mau chóng quay về phủ. Vừa mới đi vào hậu viện của Thiên Thượng Nhân Gian, hắn liền thấy được Mộ Dung phu nhân. Quả thật đã nhiều ngày nay hắn chưa gặp nàng. Cơ hội đến, hắc hắc. Lưu Phong vui vẻ đi đến trước mặt nàng. Mộ Dung phu nhân đang ở hậu viên ngây người ngắm nhìn hoa mẫu đơn, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân có người đến gần. Ngẩng đầu lên, không ngờ đó chính là người mà mình đang nghĩ đến. Phu nhân, người tới tìm ta à? Lưu Phong cười hắc hắc xấu xa,
hắn từ xa đã bắt chuyện với nàng. Mộ Dung phu nhân nhìn thấy dáng vẻ Lưu Phong, vẻ mặt không khỏi có chút mất tự nhiên. Ánh mắt có phần phức tạp liếc Lưu Phong một cái rồi nhàn nhạt nói, ta đến tìm Uyển Nhi, cũng không biết là nữ nhi ta không biết dạo này ra sao nữa. Lưu Phong nhàn nhạt cười, tiến lên nói, phu nhân, người gặp Uyển Nhi có chuyện gì không? Không bằng người cùng ta vào phòng nói chuyện đi. Dù sao thì Uyển Nhi lát nữa cũng sẽ lại phòng ta. Tốt nhất ta nên dịp này thực hiện tâm nguyện mẫu nữ song thu, hắc hắc. Mộ Dung phu nhân thấy ánh mắt Lưu Phong đang hướng đến bộ ngực sữa của mình đảo qua đảo lại, trong lòng không khỏi xấu hổ, cảm giác giống như là chính mình bị phi lễ. Nơi này phong cảnh cũng tốt, ta nghĩ ta muốn ở nơi này nói chuyện. Mộ Dung phu nhân do dự một hồi rồi nói với Lưu Phong, Phong Nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hảo a. Lưu Phong tiến về phía Mộ Dung phu nhân, ngồi xuống ghế đá, tay phải rất tự nhiên quàng qua eo phu nhân. Cảm nhận được thân thể nam nhân nóng bừng, sắc mặt Mộ Dung phu nhân nhất thời hồng lên, suy nghĩ một hồi. Nàng mới ấp a ấp úng hướng Lưu Phong nói, Phong Nhi, ngươi bên người nhiều nữ nhân như vậy, ngươi không lo lắng sao? Tương lai ngươi sẽ an bài các nàng như thế nào, nếu như thực sự ngươi trở thành hoàng đế? Mộ Dung phu nhân muốn hỏi Lưu Phong sẽ phong ai làm hoàng hậu, nhưng lại không biết nói như thế nào cho phải. Lưu Phong nhất thời hiểu được tâm ý của Mộ Dung phu nhân, lạnh nhạt cười, chuyện tương lai thì tương lai sẽ nói, hơn nữa mặc dù ta phong lưu nhưng không hạ lưu. Ta đối với các nàng tất cả đều giống nhau. Lưu Phong trong lòng thầm bớt một câu, chỉ có Đình Nhi và ta đã yêu nhau hai kiếp nên phải thiên vị nàng ta hơn. Không đợi Mộ Dung phu nhân nói, bàn tay của hắn đã không quy củ trèo lên bộ ngực sữa của nàng. Phu nhân, nàng nói lần trước, cái sự việc kia sau khi xử lý xong sẽ cùng ta làm chuyện ấy ấy, hắc hắc. Ai, người nào nói, ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi. Nói đến việc này, Mộ Dung phu nhân khuôn mặt thành thục tuyết trắng bỗng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng không biết phải nói như thế nào nữa. Thực sự, Mộ Dung phu nhân là một người phụ nữ truyền thống, tuyệt đối giữ gìn chính tiết. Chỉ là bây giờ, nàng quả thật rất cần một nam nhân quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, một thời gian dài tiếp xúc đã làm nàng nhận thấy được Lưu Phong thật sự là một nam nhân đáng tin cậy. Chỉ là thân lại là trưởng bối của hắn nên nàng không dám quyết tâm bước qua cánh cửa cuối cùng được. Lưu Phong trong lòng cười thầm, kỳ thật nàng cũng có chút dối trá, thân thể của nàng đã biểu hiện trái ngược với những gì nàng nói. Phu nhân, nam hoan nữ ái là chuyện rất bình thường, người và ta hai bên tình nguyện, cần gì quan tâm nhiều đến như vậy? Người xem, ta và Uyển Nhi hạnh phúc đến như vậy. Hạnh phúc trước ở mắt người, chỉ cần nguyện ý là người có thể đạt được. Lưu Phong nhẹ nhàng cách lớp y phục xoa nắn nụ hồng mọc trên đỉnh đồi. Mộ Dung phu nhân nhớ đến việc chính mình nhìn lén Lưu Phong hoan ái với nữ nhân khác, hai gò má càng ửng đỏ lên, trong lòng rung động không thôi, hạ thân cũng không tránh khỏi một trận nóng lên. Cố gắng chấn định tâm tình của mình, nàng hướng đến Lưu Phong chân thành nói, Phong Nhi, có lẽ một số chuyện ngươi không thể hiểu được. Hơn nữa, ta khó mà giải thích được cho ngươi hiểu. Ta thừa nhận là quả thật ta rất yêu thích ngươi, rất muốn cùng ngươi, nhưng ta không dám làm như vậy. Ta thực sự vừa mong muốn, cũng vừa không dám. Mộ Dung phu nhân buồn bã nói, thực sự trong lòng ta rất mâu thuẫn. Lưu Phong nghe vậy, trầm mặc không nói. Đến cuối cùng, tâm kết của nàng vẫn chưa hoàn toàn được giải. Mộ Dung phu nhân trìu mến nhìn Lưu Phong, khẽ nghiêng người về phía hắn mà thở dài, Phong Nhi, ta như vậy thì ngươi có giận ta không? Lưu Phong trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung phu nhân thở dài, phu nhân, khúc mắc của nàng quả thật vẫn chưa được giải. Có lẽ ở trong lòng nàng vẫn chưa chính thức tiếp nhận ta. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong, nàng khẽ lắc đầu nói, Phong Nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải như ngươi suy nghĩ đâu. Quả thật, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, thậm chí mỗi đêm, ta đều nằm mơ. Nói đến Xuân Mộng, Mộ Dung phu nhân vội vàng im bặt. Lưu Phong trong lòng cười thầm, ngươi rốt cục cũng đã nói đến nằm mơ thấy ta. Có điều nếu là đã nằm mơ thì quả thật trong lòng nàng tưởng nhớ, chờ mong ta biết chừng nào. Phu nhân, nếu như trong mơ nàng cũng nhớ đến ta, thì nàng còn lo lắng điều gì nữa? Mộ Dung phu nhân không khỏi đỏ mặt một chút, nàng vừa thẹn, vừa vội nói, Phong Nhi, ngươi nói cái gì thế? Ai bảo ta và ngươi? Lưu Phong một tay nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ mềm mại của phu nhân, ôn nhu nói, phu nhân, nàng do dự điều gì? Đêm nay chúng ta sẽ động phòng có được không? Ta nhất định sẽ làm cho nàng thật thoải mái. Nếu không đủ,
ta sẽ gọi thêm Uyển Nhi, chúng ta ba người cùng nhau đồng thời. Nghe được những lời nói trắng trợn của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân không khỏi tức giận, nàng rút mạnh tay ra khỏi tay hắn, sẵn giọng nói, ngươi, ta không thể cùng ngươi nói chuyện nữa. Lưu Phong nắm chặt ngọc thủ của nàng, không để cho nàng buông ra, ánh mắt hướng đến bộ ngực sữa của nàng. Sau lại tinh nghịch hướng đến giữa hai chân nàng đảo qua đảo lại khiến cho Mộ Dung phu nhân vừa ngại ngùng, bối rối. Khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng chốc ửng hồng lên. Phu nhân, nếu nàng không đáp ứng ta, không bằng ta cùng nàng. Ngay tại chỗ này, Lưu Phong lại cười dâm. Không được, không được. Mộ Dung phu nhân nhất thời nóng nảy, nàng dãy dụa vài cái, nhưng lại bị Lưu Phong nắm chặt ngọc thủ. Không cách nào rứt ra được, đành phải vội vàng cầu khẩn. Phong Nhi, ngươi buông ta ra, ngàn vạn lần không thể ở chỗ này, nếu không. Người khác thấy được ắt sẽ chê cười ta, làm sao ta còn mặt mũi nào để sống nữa. Lưu Phong nói, không phải ở nơi này cũng được, trừ phi nàng đáp ứng ta, đêm nay cùng ta động phòng. Mộ Dung phu nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý gì được, không thể làm gì khác hơn là nổi giận nhìn Lưu Phong, ngươi có thể đợi vài ngày được không? Ngày mai thì ngày mai là kỳ hạn, Lưu Phong cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Phu nhân, nàng do dự cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện tình nam hoan nữ ái là chuyện rất bình thường, tư vị sẽ rất tuyệt vời, nàng hiểu rõ chứ? Lưu Phong ra sức quyến rũ, trong đầu Mộ Dung phu nhân liền hiện ra cảnh tượng trong mộng của chính mình. Trong mộng, nàng cùng Lưu Phong kịch liệt giao hoan, cơ thể tràn đầy dâm mỹ. Nàng không khỏi có chút xấu hổ, hướng Lưu Phong than vãn, Phong Nhi, ta đáp ứng ngươi, 3 ngày sau, ta nhất định sẽ cho ngươi nguyện ý. Hôm nay ngươi hãy để cho ta trở về đi. Được rồi. Loại chuyện như thế này, Lưu Phong quả thật không muốn bức bách. Hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Trở lại Mộ Dung thế gia, Mộ Dung phu nhân nhất thời hối hận. Kỳ thật hôm nay nàng đến thiên thượng nhân gian căn bản không phải là để thăm nữ nhi. Vốn nàng muốn tăng dũng khí để hiến thân cho hắn, nhưng thật không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. 3 ngày sau, ta nhất định sẽ không e ngại gì cả. Mộ Dung phu nhân lại âm thầm hạ quyết tâm, tham kiến bệ hạ. Theo lời mời của lão hoàng đế, tối nay hắn đến ngự hoa viên gặp lão. Ái khanh, tới là tốt rồi, khanh cũng không nên khách khí như vậy. Lão hoàng đế chậm rãi từ từ xoay người lại, mỉm cười với hắn. Lão nắm lấy tay Lưu Phong, dắt hắn đến ngồi ngang hàng cùng với lão. Lúc này đây, lão hoàng đế quả thật giống như một vị lão gia gia. Lão già này không muốn phá hủy sự uy nghiêm của lão à. Cũng may là trước đó, Thái tử Phi đã gửi tin tức cho hắn nên hắn cũng đoán được phần nào tâm tư lão hoàng đế. Bệ hạ, người làm vi thần kinh sợ ạ. Lưu Phong giả vờ nói. Ái khanh, ngươi như thế nào đối với ta lại khách khí đến như vậy? Lão hoàng đế lạnh nhạt cười, vẫn nắm lấy tay hắn. Người không biết nội tình quả thực còn coi là lão hoàng đế thực dễ gần gũi. Bệ hạ, người triệu kiến hạ thần có phải là vì chuyện tế thiên tháp không ạ? Người yên tâm, tính đến thời điểm ngày hôm nay, quá trình xây dựng tế thiên tháp đã đi vào ổn định. Thần cam đoan với người, chỉ sau 7 tháng sẽ hoàn thành xong tế thiên tháp. Lưu Phong giả đò hồ đồ, cố ý chuyển đề tài sang việc xây dựng tế thiên tháp. Ái khanh, hôm nay ngươi và ta không nói chuyện quốc sự. Lão hoàng đế cười nói, Ái khanh, hôm nay ta triệu kiến khanh, chính là để muốn nói chuyện riêng với khanh. Lúc này, lão hoàng đế liền trầm giọng hỏi, Ái khanh, khanh nói thật cho ta biết, rốt cục khanh có phải là Trịnh Vương Thế Tử hay không? Lưu Phong thận trọng trả lời, bệ hạ, người đang nói đùa à? Vi thần sao có thể là người của hoàng tộc được? Người chẳng lẽ cũng tin những lời đồn đại sao? Ái khanh, xem ra khanh vẫn không tin trẫm. Lão hoàng đế sâu kín thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thống khổ nói, Ái khanh, kỳ thật có một số việc ta căn bản đã xác định được, khanh không thể nào giấu giếm được ta. Mặc dù ta không thể xác định được khanh có phải là thế tử của Trịnh Vương hay không, nhưng trẫm có thể xác định được khanh chắc chắn là người của hoàng tộc. Khanh quả thật là mang dòng máu của ta. Nói đến đây, trong đôi mắt già nua của lão hoàng đế đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Vẻ mặt vốn dĩ thật tĩnh mịch của lão giờ đây trông rất kích động. Lưu Phong âm thầm cười, ngươi quả thật là một diễn viên trời sinh. Bệ hạ, thực sự thần không phải. Thần nghĩ người chắc là có chút sai lầm rồi. Lưu Phong cố ý không thừa nhận. Nhưng việc làm của hắn lại khiến cho lão hoàng đế càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Tôn Nhi ngoan, rốt cục là vì nguyên nhân nào,
tại sao cháu vẫn không thừa nhận ta là Hoàng Gia Gia? Lão Hoàng đế đột nhiên xuất ra Tử Hư Chân Long lệnh, đoạn nghiêm nghị nói, Tôn Nhi, cháu nhận thấy được chứ? Đây là bảo bối bí truyền của Hoàng Gia. Nó cũng giống như Ngọc Tỷ, đều tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Hoàng Gia. Hơn nữa, bản thân nó cũng có rất nhiều hữu ích, cũng giống như người tu chân trong tay có pháp bảo. Trước đó vài ngày, ta đã thông qua Tử Hư Chân Long lệnh mà biết được, cháu quả thật có tu luyện Tử Hư Chân Long quyết. Nếu cháu không phải là thế tử của Trịnh Vương, thì quả thật cháu là thế tử của chính Thái Tử. Chương 860, Hoàng tộc tụ hội. Tôn Nhi ngoan, rốt cuộc đó là nguyên nhân khiến cho Tôn Nhi không chịu nhận Hoàng Gia Gia của mình. Tuy vậy lão lấy ra Tử Hư Chân Long lệnh nói rất nghiêm túc, Tôn Nhi ngoan có thấy không? Đây chính là bảo bối bí truyền của các triều đại hoàng gia. Nó cũng như Ngọc Tỷ đều tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất. Hơn nữa nó vẫn có rất nhiều công dụng thần kỳ, cũng như pháp bảo trong tay các tu chân giả. Trước đó vài ngày, ta đã qua Tử Hư Chân Long lệnh mà biết được Tôn Nhi tu luyện Tử Hư Chân Long quyết. Nếu như Tôn Nhi không phải là Trịnh Vương Thế Tử thì sẽ là con nối dõi của Thái Tử sao? Tôn Nhi ngoan cũng đừng giấu giếm nữa, cứ gọi ta là Hoàng Gia Gia được không? Lão Hoàng đế đã có chút khóc không thành tiếng, bộ dạng lẫn lời lẽ đều thật chân thành. Bệ hạ, vi thần đúng là Trịnh Vương Thế Tử. Lưu Phong cũng không thừa nhận thân phận thái tôn của mình. Hắn phỏng chừng lão Hoàng đế hơn phân nửa cũng không thể xác định rõ được. Dù sao hôm nay Đông Cung còn có một vị thái tôn tọa trấn. Mặt khác đây cũng không phải thời cơ tốt nhất để công khai thân phận. Không nói đến mức độ chân thực của lão Hoàng đế, đơn giản là vì bảo vệ Thái Tử Phi, giữ gìn thế lực cho Đông Cung nên Lưu Phong không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng lão Hoàng đế chưa hẳn đã nghiêm túc coi hắn là Thái Tôn đích thực, thế nhưng chỉ riêng chuyện năm đó lộ ra thì đã khẳng định Thái Tử Phi xong đời. Lưu Phong không muốn vô cớ mất đi thế lực lớn như Đông Cung. Giá trị của Thái Tử Phi nằm ở bất tử chiến sĩ và Đông Cung. Thế lực hôm nay của Đông Cung mặc dù không lớn bằng trước đây, nhưng đang từ từ khôi phục. Tương lai, nếu Lưu Phong triệt để chinh phục được Thái Tử Phi thì đó chắc chắn sẽ là sự trợ lúc lớn cho hắn. Nhất là khi biết được dã tâm của Tĩnh Vương ra thì Lưu Phong không nghĩ đơn giản mất đi sự trợ lực này. Sức chiến đấu của tứ đại quân đoàn không thể coi thường a. Hơn nữa, hắn cho rằng trong tay Tĩnh Vương ra nhất định còn nắm giữ một ít lực lượng mà hắn chưa biết được. Thậm chí có thể nói là sự uy hiếp của Tĩnh Vương ra không hề nhỏ hơn của Yến Vương. Cường địch vẫn rình mò nên Lưu Phong vẫn cố nâng cao thế lực của mình. Hiện nay do Hàn Nguyệt tác động mà một nhóm lớn nguyên là thuộc hạ cũ của Thái Tử lại một lần nữa về Đông Cung. Có thể nói là Đông Cung sắp sống lại. Trong thời điểm trọng yếu như vậy thì Lưu Phong phải bảo vệ Thái Tử Phi. Tôn Nhi ngoan, ngươi đích thực là Tôn Nhi ngoan của ta à. Năm đó Hoàng Gia Gia của Tôn Nhi phạm sai lầm nên giết nhầm phụ thân cháu. Hôm nay trời xanh có mắt, làm ta có cơ hội để bồi thường. Thật sự là tốt quá. Lão Hoàng đế nhất thời ôm Lưu Phong bắt đầu khóc. Khóc thật thương tâm a. Lưu Phong thiếu chút nữa cũng bị cảm động. Cũng may hắn rõ ràng Lão Hoàng đế là quái vật gì. Hoàng Gia Gia, kỳ thực Tôn Nhi cũng không phải nghĩ có ý định giấu giếm người. Chỉ là Lưu Phong vẫn giữ bộ dạng kinh sợ. Tôn Nhi ngoan, cháu đừng nói gì nữa. Hoàng Gia Gia biết nỗi khổ của cháu. Lão Hoàng đế ngừng khóc, nói, Tôn Nhi yên tâm. Từ hôm nay trở đi Hoàng Gia Gia nhất định sẽ không để cho Tôn Nhi chịu nửa điểm ủy khuất. Tôn Nhi đợi vài ngày nữa chờ Hoàng Gia Gia cho cháu danh phận, đến lúc đó ta sẽ cho Tôn Nhi một tước vương. Lưu Phong vội vàng nói, đa tạ ân điển của Hoàng Gia Gia. Tôn Nhi ngoan, Hoàng Gia Gia nợ cháu nhiều lắm, sau này ta nhất sẽ bồi thường cháu. Được rồi, nếu Tôn Nhi là Trịnh Vương Thế Tử, vì sao tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết? Lão Hoàng đế đột nhiên hỏi một câu. Vẻ mặt Lưu Phong mờ mịt, Hoàng Gia Gia, không nói gạt người, Tôn Nhi còn là lần đầu nghe được tên gọi Tử Hư Chân Long Quyết như vậy. Đúng như người nói, trong cơ thể Tôn Nhi tu luyện công pháp nhưng bản thân mình cũng chỉ biết thế. Mau nói đi, có chuyện gì xảy ra? Lão Hoàng đế hỏi tiếp. Lưu Phong vội vàng giải thích là của vị ân công cứu Tôn Nhi truyền cho, đáng tiếc vị ân công đó bây giờ đã không còn lộ diện nữa. Tôn Nhi chỉ biết nhiều đến như vậy. Hoàng Gia Gia, Tử Hư Chân Long Quyết này rốt cuộc là pháp quyết gì à? Làm sao người căng thẳng như vậy? Lưu Phong làm bộ hỏi. Tôn Nhi thật không biết sao? Ân, thực sự không biết. Tôn Nhi luôn luôn cho rằng đây là một loại pháp quyết tu chân.
Lưu Phong vẻ mặt đến thành thật. Ha ha. Lão Hoàng Đế mỉm cười, nói, cũng không có gì quan trọng đâu, Tử Hư Chân Long Quyết chẳng qua chỉ là một môn công pháp bí truyền của hoàng gia ta mà thôi. Được rồi, ta hỏi lại ngươi, ngươi làm sao bái nhập làm môn hạ của tứ cô nương? Lão Hoàng Đế lại đưa ra một vấn đề mới. Lưu Phong nghĩ một chút rồi nói, là ân công dẫn đến, dù sao cũng phải có người nào đó, nên Lưu Phong thẳng thắn đem toàn bộ câu chuyện đổ lên đầu ân công. Nga, ra là như thế này à? Lão Hoàng Đế âm thầm tự xác định lấy, ân công trong lời của Lưu Phong có phải là thái tử hay không? Bởi vì người biết Tử Hư Chân Long Quyết năm đó ngoại trừ lão thì chỉ còn thái tử. Năm đó lúc xảy ra Chu sát Trịnh Vương thì thái tử chính là giám quốc, hơn nữa lão đại và Trịnh Vương luôn luôn giao hảo. Chẳng lẽ đúng là hắn? Nếu như sự tình đúng là như thế này, nói như vậy thì phán đoán của Vu Thiên là sai. Tôn nhi này không phải là thái tôn của trẫm. Không được, hiện tại vẫn không đủ để kết luận. Lão Hoàng Đế nghĩ, hôm nay hãng cứ để như vậy, tạm thời cho hắn là Trịnh Vương thế tử. Đợi khi có cơ hội thích hợp thì lại thử một chút, xem trên mông hắn rốt cuộc có Thất Tinh Đế Vương ấn hay không. Kỳ thực Lão Hoàng Đế hiện tại cũng không có chuẩn bị tâm lý để chấp nhận chân tướng sự việc. Nếu như nói Lưu Phong thực sự có thân phận thái tôn thì với lão mà nói, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cũng có khả năng thực sự dẫn đến một âm mưu kinh người. Đến lúc đó, thế cuộc đế quốc vốn đã bất an có khả năng càng thêm hỗn loạn. Trước khi hoàn tất xây Tế Thiên Tháp, Lão Hoàng Đế mong muốn thế cục đế quốc tạm thời cứ ổn định đã. Bệ hạ, người có tâm sự. Lưu Phong thấy Lão Hoàng Đế chau mày thì suy đoán hơn phân nửa là lão đang suy nghĩ về câu trả lời của hắn, xem rốt cuộc là có mấy phần sự thật. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Lão Hoàng Đế mỉm cười, nói, tôn nhi ngoan, làm sao vẫn còn gọi ta là bệ hạ, gọi hoàng gia gia, gọi hoàng gia gia. Vi thần sợ hãi. Lưu Phong giả ý không dám. Hoảng sợ cái gì? Lão Hoàng Đế thân thiết vỗ vai Lưu Phong cười nói, ngày hôm nay có thể nhận tổ tôn với cháu, hoàng gia gia thật sự là vui vẻ a. Tôn nhi ngoan, cháu yên tâm, hoàng gia gia sẽ bồi thường cho cháu. Được rồi, sao cháu vẫn còn chưa gọi hoàng gia gia a? Lão Hoàng Đế hiền lành cười truy hỏi, hoàng gia gia. Lưu Phong thử thăm dò gọi một tiếng, ha ha, gọi rất đúng, như vậy là được rồi. Lão Hoàng Đế tựa hồ rất vui vẻ, vuốt râu cười nói, trở về ta sẽ thông báo cho phủ tông nhân ghi vào thư tịch cho cháu. Gia phong tôn nhi làm Trịnh Vương, đa tạ ân điển hoàng gia gia. Thấy Lão Hoàng Đế tựa hồ cũng không có ý truy cứu thân phận thật của mình nên Lưu Phong yên tâm. Tôn nhi ngoan, cháu lại khách khí với hoàng gia gia rồi. Lão Hoàng Đế làm như rất nghiêm túc nói rằng, trẫm nếu vạn nhất không thể trường sinh, tương lai ngôi vị hoàng đế của đế quốc không phải tôn nhi thì không ai có thể hơn. Lưu Phong vội vàng nói, hoàng gia gia nói gì đó. Người nhất định được trường sinh. Hoàng gia gia, người yên tâm. Tôn nhi nhất định giúp người xây Tế Thiên Tháp của người thật nhanh. Nhất định không làm lỡ đại nghiệp của hoàng gia gia. Tôn nhi ngoan, có những lời này của cháu thì hoàng gia gia an tâm. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác được. Có thể trường sinh được thì tốt, nếu như mạng không tới thì hoàng gia gia cũng không ép buộc. Lúc sống mà hoàng gia gia có thể quen biết tôn nhi đã là ông trời ban ân rồi. Tôn nhi, hoàng gia gia nói thật, tương lai nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cháu. Vẻ mặt Lão Hoàng Đế thực thành khẩn, một giọt lệ già nua từ từ lăn xuống. Lưu Phong lần thứ hai sợ hãi nói, hoàng gia gia, tôn nhi có phong thành đã là đủ rồi, ngàn vạn lần cũng không dám có tâm tư khác. Tôn nhi xem ra làm hoàng đế thì Yến Vương và Thái Tôn cũng không tệ a. Lưu Phong cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Yến Vương và Thái Tôn. Thái Tôn, sợ là người giả không? Về phần Yến Vương, đúng là một người thích hợp để chọn, đáng tiếc là Vương không có kiên trì. Lão Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, nói, tôn nhi yên tâm, chỉ cần hoàng gia gia còn thì ngôi vị hoàng đế xác định chắc chắn là của cháu. Thứ nhất, ta muốn bù đắp sai lầm năm đó. Thứ hai, tôn nhi có trí tuệ và tài hoa, nhân phẩm đều là thượng đẳng, mạnh hơn Thái Tôn và Yến Vương nhiều lắm. Vì tương lai đế quốc, vì bách tính và hưng thịnh của đế quốc, hoàng gia gia nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cháu. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn không động tâm. Danh chính ngôn thuận, tóm lại so với tạo phản vẫn dễ dàng hơn nhiều chứ. Giả nhân giả nghĩa, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ông cháu hai người đều có quỷ trong lòng, nhìn như thân thiết một nhà,
trên thực tế đều là diễn trò. Hoàng Gia Gia, việc này sau này hãy nói. Tôn Nhi hiện tại thầm nghĩ mau chóng xây xong tế thiên tháp để cho Hoàng Gia Gia trường sinh. Lưu Phong cung kính nói. Cho dù Lưu Phong nói lời này có xuất phát từ thực tâm hay không thì lão hoàng đế đều cực kỳ vui vẻ, vỗ tay cười nói, tốt, tốt, Hoàng Gia Gia quả nhiên không có nhìn lầm người. Vài ngày sau, lão hoàng đế đã cùng phủ tông nhân giải quyết việc xác định thân phận Trịnh Vương thế tử của Lưu Phong, đồng thời tế lên tổ miếu. Xong xuôi tất cả chuyện này, lão hoàng đế triệu tập trụ cột hoàng tộc lại, chuẩn bị trước mặt mọi người ban danh phận cho Lưu Phong. Theo lời lão hoàng đế nói, ngày hôm nay để tụ tập gia tộc nên cần hòa đồng một chút, không cần tuân theo quy tắc trong cung. Lão cố ý thay long bào chỉ mặc một bộ đơn giản đẹp đẽ, lưng thắt một dải ngọc đái, ngồi tựa trên long tháp, đưa tay cầm lấy bát trà khẽ nhấp vài ngụm. Các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.